Ngày xưa, ngày xưa, có một chàng trai trẻ chưa vợ tên là Tắc. Một hôm, anh vào rừng kiếm củi. Đang ngủ ngon thì bị phá đám, thật là đáng ghét. Hôm nay là một ngày thật đẹp. Đây rồi, tính trốn hả con? Cứu tôi với! Chim sẻ non, ngon thịt, ngọt xương lắm đây. Chim chạy đâu cho thoát? Đứa nào ném tao? Đứa nào? Lại là người phá đám ta. Đồ chim dữ, cút đi. Hãy đợi đây, ta sẽ trả thù này. Nè, ăn đi cho đỡ sợ. Anh thật tốt bụng, anh hãy đợi ở đây nha. Đây là lọ nước thần, có phép làm cho người già thì trẻ lại, vật nhỏ thì lớn thêm. Trần gian không ai có. Tặng anh, đền ơn cứu mạng. Tạm biệt. Thơm quá, nhưng chắc ta chẳng khi nào cần dùng đến. Nhà hắn đây rồi, hãy đợi đấy. Lại là tiếng con quạ xấu xí, mình mà bắt được sẽ bứt trụi lông đó. Không lấy khoai mà lại lấy thanh củi, mình phải đi theo nó coi sao. Ta đốt cháy nhà cho hắn biết tay. Cháy lòng ta rồi. Xin lỗi anh, vì con quạ đó gấp củi tôi đang nướng khoai đốt nhà anh. Mai vẫn còn khung nhà, tôi sẽ lợp lại. Giờ thì có nhà mới luôn rồi. Cô giúp tôi mà mặt đen thùi lùi và bị thương rồi sao? Không phải, tôi vốn xấu xí như vậy rồi. Xin lỗi cô nha. Tôi mồ côi vì đen đúa, xấu xí nên người trong làng đuổi tôi đi. Tôi sẽ giúp anh dựng lại nhà, có được không? Tắc và Mai ngày càng thân thiết, thương Mai cô đơn vất vả. Tắc đón Mai về nhà, cả hai nên vợ nên chồng sống hạnh phúc bên nhau. Mùi thơm quá.
Mình về rồi hả? Cô mình có sao không? Cô là ai? Tôi không quen cô. Mình sao vậy? Mình có bị sao không? Tôi hỏi cô là ai? Sao lại vào nhà tôi? Em là Mai nè, là vợ của mình đây. Ta còn giật mình, huống chi ngươi. Giọng nói, dáng người, quần áo, đúng là vợ mình. Nhưng chết bớt trên má đâu, da lại trắng như bông bưởi. Em lấy lọ nước thơm mình dắt ở mái nhà ra tắm gội. Đúng rồi, lọ nước thơm. Hồi ấy tôi cứu con chim sẻ nên được nó tặng. Tôi tưởng nó nói linh tinh, nào ngờ vẫn còn một ít. Hay mình cũng lấy tắm đi. Tôi cần gì, mình đẹp là được rồi. Quá yêu thương người vợ xinh đẹp, không muốn rời nửa bước. Nhưng công việc hàng ngày thì vẫn phải làm, nên Tắc đành thuê người vẽ tranh vợ để mang theo, lâu lâu lấy ra nhìn cho đỡ nhớ. Mình đi làm nha. Em đã làm món nước mát cho mình rồi. Lúc khác mình nhớ uống nước, đừng có mê làm quá sẽ mệt đó. Ngày nào mình cũng gặp nhau, mình mang tranh vẽ của em theo làm gì. Mình nhớ em á, thì trưa em mang cơm vào rừng cho mình. Vào rừng vất vả lắm, làm quá trưa tôi về. Trả bức quà cho tôi. Thiệt là mình vào rừng cẩn thận đó. Sao vợ mình càng ngày càng đẹp, lại ăn nói ngọt ngào như vậy. Thật là ở đâu lại có người đẹp như thế này? Người mau tìm hiểu xem người này có thật ở ngoài đời hay không. Quan đại thần giúp nhà vua đi tìm người đẹp trong tranh. Trên đường đi thấy người dân đói khổ, quan bỏ tiền mua lúa gạo để phát cho dân nghèo. Các người mau phân phát gạo này cho dân đi. Mọi người xếp hàng nhận gạo theo thứ tự. Quan lớn đã nói vậy thì ai cũng có phần. Dân phải no đủ thì đất nước mới giàu mạnh được. Các người có biết người trong tranh này không? Dạ, đây là bức tranh của tôi, đây là vợ tôi. Đúng là người trong tranh rồi. Có chuyện gì sao? Tôi cho người họa tranh vợ tôi, có gì sai? Ngươi không làm gì sai cả, nhưng nhà vua có lệnh, người phụ nữ trong tranh này phải tiến cung. Không được, đây là vợ tôi. Cãi lệnh vua là tội chết. Vẽ chân dung vợ đem theo đi làm để ngắm cho đỡ nhớ. Ngờ đâu quà từ đó mà ra, vợ chồng Tắc Mai bỗng dưng bị chia cắt. Nàng thì ú rũ, còn chàng thì cũng không còn tâm trí để làm việc gì. Mẹ
Nhìn Vũ Hành sau khi được tưới nước thần trở nên to lớn lạ kỳ, Chặt Tắt nảy ra ý hay để cứu vợ. Thưa quý phi, mời người dùng bữa. Đã nhiều ngày người không ăn không nói rồi, kéo dài như vậy sẽ tổn hại đến sức khỏe. Về phần nàng Mai, dù được vua yêu mến đem về cung, nhưng lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ về người chồng ở quê nhà. Nàng buồn đến mức không nói cười, không tô son điểm phấn, cũng không cho ai đến gần, khiến nhà vua rất đau đầu. Trẫm tặng nàng mà sao nàng không đón nhận? Hành ơi, giúp ta lần này nha, nhất định ta phải cứu vợ ta về. Nàng Mai từ khi vào cung đến nay vẫn nhất quyết không nói cười. Nhà vua suốt ngày cứ mãi nghĩ đến người đẹp mà quên cả việc triều chính, khiến quần thần vô cùng thất vọng. Cho truyền chú Hề đến mua vui. Hay, hay lắm. Cho truyền Lăng Y vào. Cho truyền Pháp Sư vào. Không chăm lo cho dân chúng, chỉ lo rượu chè, lấy lòng người đẹp. Đất nước này cần một vị vua anh minh hơn. Anh kia, đi chỗ khác mà bán. Vua không đến ăn hành. Ông kia, bao trả giờ lại cho ta, bao trả giờ lại cho ta. Ngươi giỏi lắm, tìm đến tận đây. Vì vợ ngươi mà vua suốt ngày bắt ta tìm người giúp vợ ngươi cười nói, chẳng lo việc nước. Nếu có quyền, ta cũng trả cho ngươi rồi. Nghe nói, ông rất yêu nước thương dân. Sao ông không lên làm vua để con dân được nhờ? Ngươi nói vậy là cả ta và ngươi đều bay đầu như chơi. Tôi xin ông đó, hãy trả vợ cho tôi. Quan đại thần nói sao bức tường này là dừng qua, nếu ta rao vợ ta sẽ nghe được. Dọc bằng đòn gánh cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Nàng cười rồi, nàng cười rồi. Mau tìm người rao hành vào đây, ta muốn thấy nàng cười nữa.
Ngươi hãy rau đi. Nàng cười càng lớn, ta thưởng càng nhiều. Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi. Ai mua hành tôi thì thương tôi với. Mau cởi áo ra, đưa gánh hành đây. Tự ta sẽ làm người đẹp cười. Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi. Ai mua hành tôi thì thương tôi với. Tên kia, ngươi dám làm người đẹp của ta khóc? Quân bay đâu? Bắt hắn nhốt vô ngục. Thả ta ra, ta là vua, các ngươi chớ làm loạn. Ngươi là tên bán hành, dám làm loạn trong cung, quân đâu? Bắt hắn. Dạ, ngài mới xứng đáng làm vua. Tôi chỉ muốn đưa vợ về lại quê nhà. Ta chúc vợ chồng ngươi sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Ngày xưa ở vương quốc nọ có một gia đình quý tộc, hai vợ chồng rất yêu thương nhau. Họ có một cô con gái xinh đẹp nên rất yêu quý. Nàng suốt ngày giúp đỡ mọi người và chăm sóc các loài vật. Vì vậy quần áo luôn bị giấy bẩn, nên dần dần cái tên Lọ Lem được đặt cho nàng. Mẹ ơi, con hái hoa tặng cho mẹ nè. Xem con gái của mẹ nè, con lúc nào cũng năng động, nên mặt mũi y phục lúc nào cũng lem luốc. Gọi con là Lọ Lem cũng đúng thôi. Nè, lát nữa cha mẹ đi đến lâu đài của bác Tôm để dự tiệc. Con gái có muốn đi chung với cha mẹ không? Đến nhà bác Tôm hả? Nhà bác ấy xa lắm, con không đi đâu. Cha mẹ đi chơi vui vẻ nha. Mẹ bị sao vậy cha? Mẹ trông rất là mệt. Mẹ con ngã bệnh, không ăn uống gì cả. Nào, hãy cùng cha đưa mẹ vào phòng nằm nghỉ. Thưa tiểu thư, phu nhân. Mẹ của ta có chuyện gì? Phu nhân mệt, tiểu thư vào nhanh lên. Mẹ ơi, xin mẹ đừng bỏ con. Nàng ơi. Mẹ sẽ không đi đâu. Nàng công chúa của mẹ, đừng sợ. Mẹ sẽ mãi ở bên cạnh bảo vệ cho con. Mẹ nói thiệt không? Ta mong chàng sẽ gặp được một người phụ nữ tốt bụng, thay ta chăm sóc cho chàng. Nàng nói gì vậy? Ta chỉ yêu mình nàng mà thôi. Nhớ lời mẹ, phải sống thật vui vẻ và yêu thương mọi người con nhé. Khi nào nhớ đến mẹ thì hãy ra gốc cây dẻ sau nhà. Mẹ sẽ luôn ở đó đợi con. Nàng ơi, nàng ơi. Mẹ ơi. Kể từ đó, Lọ Lem mất hẳn tiếng cười. Nàng thường đến mộ mỗi khi nhớ mẹ. Rồi thời gian dần trôi, người cha tìm quên đau buồn bằng những chuyến công du xa nhà. Chào bác Nolan. Chào dì Julie ạ. Ý chà. Con bé ngoan quá. Con lại tới thăm mộ mẹ đó hả? Dạ. À, con mới làm xong mẹ bánh thơm lắm. Hai bác mang về một ít ăn nha. Bánh của Lọ Lem làm á thì không thể từ chối được rồi. Hôm nào có thời gian thì sang nhà
ăn bánh cùng dì nha. Dạ, thời gian cũng không còn sớm nữa, con xin phép đi trước. Hôm nào có thời gian, con lại đến thưởng thức bánh nướng thơm lừng của dì Jolie nữa nha. Vậy thì dì phải về làm sẵn thật nhiều bánh, chờ con mới được. Tạm biệt con nha. Con có thời gian thì cũng qua nhà uống trà chiều với bác nha. Dạ, con tạm biệt ạ. À. Cô ơi, giúp ta với, chân ta đau quá. Cô ráng chịu một chút, để ta xem vết thương giúp cô. Tôi có làm phiền ngài không? À, không, không có gì là phiền khi giúp đỡ người khác đâu. Cô đừng ngại. Ngài thật là thuốc. Ngài bị rắn cắn rồi. Ngài có sao không? Ta nghĩ ta sắp không ổn rồi. Lúc ra khỏi nhà, ta có đem theo một lọ thuốc giải độc rắn. Ngài chờ một chút. Ngài dùng đi, có lẽ sẽ có tác dụng với chất độc trong người ngài. Ơn cứu mạng của cô, ta xin ghi nhớ. Sau lần bị rắn cắn đó, cha của Lọ Lem đã hoàn toàn tin tưởng người phụ nữ lạ mặt kia và đồng ý cho bà ta cùng hai con riêng của bà ta về sống chung nhà. Cha đã về rồi. Nơi này sẽ trở thành nhà của nàng và các con. Hãy cùng nhau chung sống thật hòa thuận nha. Dạ, thưa cha. Từ nay, nàng ấy chính là mẹ của con. Còn kia là hai chị. Sau này, con phải nghe lời mẹ và giúp đỡ các chị làm quen với cuộc sống ở nhà mới nha. Dạ, con nhớ rồi thưa cha. Con chào dì ạ. Chào hai chị. Sau này có cần gì á thì dì và hai chị cứ tìm con nha. Ôi, có được cô con gái xinh đẹp lại nết na thùy bị như thế này thì dì phải cẩn thận chăm sóc cho con mới được. À, con đang nướng mẹ bánh mì mới, vừa kịp giờ ăn trưa. Cha, dì, hai chị đợi con một lát, con sẽ dọn ra bàn ăn ngay thôi. Con coi kìa, giờ chúng ta là một gia đình mà. Hãy để cho hai chị giúp con nha. Chị đang rất là hạnh phúc, các em có biết không? Vì sao hả? Bởi vì từ nay chị đã có mẹ và hai chị rồi. Chị sẽ không còn cô đơn trong căn nhà rộng lớn này mỗi khi cha đi vắng nữa. Các em là nghịch ngợm nữa rồi kìa. Có tin họ được không? Có thể là người xấu. Sẽ không đâu. Chị nghĩ họ là những người rất là tốt đó. Hôm qua các chị kế còn giúp chị dọn phòng ăn nữa mà. Dì cũng rất là thân thiện với chị nữa. Nên các em đừng có lo lắng nữa nha. Trời cũng về chiều rồi, các em tranh thủ về tổ đi. Đừng để cho cha mẹ trông, hôm sau lại đến chơi với chị nữa nha. Mình hứa sẽ đối xử thật tốt với dì và hai chị, để họ sẽ thật hạnh phúc. Mẹ ở trên trời chắc cũng vui lắm, dì đã có dì chăm sóc cho cha. Mùa đông sắp tới rồi, mình sẽ đan cho cha một chiếc khăn len thật là đẹp và ấm áp. Cha, anh, cha tiểu thư ngất xỉu rồi, phu nhân cho gọi cô đó. Bệnh tình của chồng tôi thế nào rồi, thưa thầy? Dì có nhiều tâm sự trong một thời gian dài và cứ đi làm xa liên tục nên thể trạng của ngài ấy đã suy kiệt, cần được chăm sóc để lấy lại sức khỏe. Chẳng phải chúng ta đã có người chăm sóc rồi đấy sao? Lan Y nói cha con sẽ khỏe lại nếu có người túc trực chăm sóc ông ấy. Thật hả dì? Vậy xin dì hãy để con được ở cạnh chăm sóc cho cha. Con thật là một cô bé ngoan ngoãn, hiếu thảo. Dì sẽ để chính tay con chăm sóc cho cha mà. Thế là ngày qua ngày, Lọ Lem luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho cha mình. Ông nằm trên giường bệnh vẫn trong trạng thái mơ màng không tỉnh.
trong thời gian đó, Dì Ghẻ và hai cô chị không hề đến thăm ông một lần. Thật không ngờ, tâm bệnh đã tiến triển khá tốt, ngày ấy đã thuyên giảm rất nhiều. Tôi sẽ kê thêm đơn thuốc, uống hết đơn này, ngài ấy sẽ tỉnh lại. Cháu cảm ơn ngài rất nhiều, cháu thật sự rất vui, dì cha sắp tỉnh lại rồi. Dì và các chị cũng vui lắm phải không ạ? Đương nhiên rồi, phải vui chứ. Ta sẽ vào bếp nấu những món ngon ăn mừng đây. Lão ta sắp tỉnh rồi, không thể để cho lão biết được người chăm sóc lão chính là con nhỏ đó được. Vậy mình phải làm sao đây hả mẹ? Hay mình dắt nó đi ăn đi mẹ. Ăn thật nhiều đồ ngon rồi nó sẽ quên mất cha nó thôi. Suốt ngày chỉ biết ăn. Mẹ đã có kế hoạch khiến cho lão ta chán ghét con gái của lão rồi. Mẹ sẽ khiến cho nó không có được một phần nào trong căn nhà này. Tất cả tài sản sẽ thuộc về mẹ con ta. Mẹ thật thông minh quá đi. Mẹ rất là mưu kế nha. Con gái ngoan, mấy ngày nay đã cực khổ nhiều rồi, giờ cha con cũng không còn nguy hiểm nữa. Con cứ về phòng nghỉ ngơi đi, khi nào cha tỉnh lại á, dì sẽ sai người báo cho con ngay nha. Không cần đâu ạ. Con vẫn có thể. Có thể. Đã mệt đến thế này rồi, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt nha, con gái ngoan. Khi con đi đâu vậy? Bỏ con xuống. Ở tập trước, dì trong lòng vẫn còn thương nhớ người vợ đã mất. Cùng với những chuyến đi làm ăn xa nhà, người cha ngã bệnh nằm liệt giường mê man, lọ lem ngày đêm chăm sóc cha. Khi ông dần hồi phục, bà dì ghẻ cùng hai con gái âm mưu bắt nhốt lọ lem để cướp công. Cha tỉnh rồi. Hả? Chàng đã khỏe lại rồi. Để ta đi tìm lọ lem về. Chắc con bé lại đi chơi với bạn bè rồi đó. Nó cứ đi suốt, trong khi hai chị nó thì cực khổ bên cạnh chăm sóc chàng ngày đêm. Ta bệnh thế này mà nó chẳng màng tới sao? Nó đi được cứ để nó đi, không cần tìm về nữa. Lần bị bệnh này của chàng kỳ lạ quá, đến lang y cũng không biết nguyên nhân. Nên em đã tìm đến cho chàng một người có thể đoán được vận bệnh. Em nghĩ người này có thể giúp được gia đình mình. Người ấy đang ở đâu? Xin chào ngài. Tôi rất vinh hạnh được diện kiến ngài đây. Chào ông, không biết... Ngài còn một người con gái nữa có đúng không? Hả? Có lẽ người con gái này chính là nguyên nhân dẫn tới bệnh tình của ngài. Ý ông là sao? Cô gái này có mệnh số đen đủi khắc cả mẹ lẫn cha. Những người thân cận bên cạnh nàng ta sẽ vì những nguyên nhân không rõ ràng, sức khỏe dần suy giảm rồi chết đi. Người thân cận là cha mẹ ruột à? Thật là khổ sở. Hẹn chi chị ấy mất sớm đến như vậy. Có phải là do lọ lem? Vậy có cách nào hóa giải số mệnh của con bé không thưa ông? Chỉ có một cách, là ngài phải cách xa người con gái đó, không được can thiệp vào bất cứ việc gì của nàng ta hết. Rồi từ từ số mệnh đen đuổi của nàng sẽ thôi không đeo bám ngài nữa. Nhưng
Nhưng con bé là con gái của ta mà. Xin chàng hãy quý trọng sức khỏe của Bình. Nhà chúng ta còn có một nông trại cách đây không xa. Chàng có thể đến đó tịnh dưỡng ít hôm, đợi sức khỏe hoàn toàn bình phục rồi hãy quay về. Em nghĩ Lò Lem sẽ hiểu cho nỗi khổ của chàng mà thôi. Dì ơi! Các chị ơi! Cha ơi! Ai đó cứu con với! Ở đây lạnh lắm! Từ nay ở đây sẽ được thay thế bằng loại hoa hồng mà ta yêu thích. Hai đứa vào mang hết quần áo của mẹ con Lọ Lem ra đây. Còn trang sức thì chuyển vào phòng của mẹ nghe. Dừng tay! Thay đồ nhanh lên rồi ra làm việc. Nhà này không chứa kẻ lười biếng đâu. Có nghe mẹ ta nói gì không hả? Nhìn mà thấy ghét. Khóc khóc khóc. Có ba bộ quần áo mà như báo vật không bằng. Mày mà làm việc không xong thì tối nay tao kêu mẹ cho mày nhịn đói. Mẹ, có phải mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con, bảo vệ cho con phải không mẹ? Lỗi Lem, mày làm cái gì ngoài đó mà còn chưa chịu vào để làm việc hả? Nè, đây sẽ là nơi ở mới của mày. Không có lệnh tao á thì cấm mày không được lên nhà trên, có biết không? Con đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy? Còn cha của con nữa, cha đã tỉnh chưa ạ? Con muốn đi gặp cha. Mẹ đã nói rồi, mày không nghe hả? Cha không thèm quan tâm đến mày nữa đâu. Từ nay chủ nhân trong căn nhà này chỉ có ba mẹ con tao mà thôi. Kể từ đó bà dì ghẻ cho gia nhân trong nhà nghỉ hết. Lọ Lem phải làm hết mọi việc từ sáng cho đến tối mịt. Lọ Lem, vào mặc quần áo, bới tóc cho bọn tao, nhanh lên. Dạ, em lên liền, hai chị chờ em một chút. Mày có biết bọn tao chờ mày bao lâu rồi không hả? Không cho mày một bài học thì mày không có xem bọn tao ra cái gì đâu. Không có xem ra gì đâu. Đụng đến nó mất công dơ tay mình. Cha gửi nhiều trang sức và quần áo đẹp cho bọn tao, đâu có như mày phải mặc những bộ quần áo bẩn thỉu rách rưới. Mày mặc đồ cho tao nhanh lên. Trong thư cha nói là sắp về nhà, bọn tao phải chọn được quần áo đẹp nhất để đón cha về. Nhanh lên. Cháu ngoan, ngoài trời nắng quá, bà đi đến đây thì đã uống hết nước rồi. Cháu có thể cho bà xin một ít nước có được không? À, sao mày dám để bà già bẩn thỉu đó đứng trước cửa nhà tao? À, tao vừa mất vài món trang sức, mày đã trộm rồi đưa cho bụi ta mang đi, có phải không? Không có, con không quan trọng trang sức của gì mà. Vậy thì cứ ở trong đó mà chết đối với lũ chuột vui hám đi. Không biết cha đã về tới nhà chưa? Liệu cha có biết mình bị gì nhốt ở đây không? Nếu cha không tìm thấy mình thì mình phải làm sao chứ? Không cha? À. Có chút mệt, nhưng khi gặp được hai cô con gái đáng yêu của cha thì đã hết mệt từ lâu rồi. Nếu bây giờ mình xuất hiện thì dì sẽ biết mình trốn đi. Không được, mình phải trở về nhà kho.
trước khi dì phát hiện ra. Mày sướng quá ha, suốt ngày chỉ nằm thôi sao? Mau ra đi làm việc cho tao. Mày định đi đâu? Con định mang bánh lên cho cha. Không ai cần mày đem đi đâu. Ở dưới bếp mà hầu con mèo của tao đây nè. Mày không ngạc nhiên khi cha thấy vắng mày quá lâu mà vẫn không hỏi gì về mày hả? Mày cho con chó con mèo uống sữa chưa? Còn con ngựa nữa, cho nó ăn lúa mạch đi. Xong á thì lấy bắp và ngũ cốc cho những con gà, con vịt, con ngỗng ăn. Đồ lười biếng. Trông nó thật là bẩn thỉu. Nó đâu có biết cha ghét nó như thế nào. Ta đã làm gì nên tội mà cha lại ghét ta chứ? Mang áo váy của tao đi ủi và đem về đây nổi trong một giờ cho tao. Đừng có quên không cái váy của tao. Làm không xong thì đừng có mạng. Tao cho nhịn đói đó. Nè, đem đồ bẩn đi giặt ngay. Sau đó thì làm sạch tấm thảm đỏ lớn ở phòng khách, chùi rửa các cửa sổ cho bóng loáng, giặt cả những tấm thảm lớn nhỏ khác nữa. Cũng ở xứ sở của Lọ Lem, tại hoàng cung, hoàng hậu của Dương quốc đang lâm bệnh nặng. Thưa hoàng hậu, hôm nay con cắm hoa này có được không ạ? À? Người định nói gì? Cung nữ vừa báo cho ta biết nàng có hành động lạ. Nàng bị sao vậy? Lính đâu? Mau tìm ngự y về cho ta. Nè, khi cha trở về, các con muốn cha mua quà gì nào? Cha mua cho con những món ăn ngon nhất và quần áo đẹp. Con chỉ cần trang sức đẹp nhất, đắt nhất. Được rồi, cha sẽ mua quà theo ý các con. Xin chào bà bá tước. Tôi đã nhận đủ số vàng bà đưa. Y theo lời bà căn dặn, tôi sẽ mai phục sẵn bên đường, chờ người đàn ông có mũ đỏ đi tới và hạ sát ông ta. Chúng ta cần phải hành động ngay thôi. Nếu để nó gặp mặt trực tiếp cha của nó thì mọi việc sẽ bại lộ. Để ông sống lâu như vậy là quá đủ rồi. Con cũng ghét việc phải đóng kịch hiền ngoan trước mặt ông ấy rồi. Gia tài này sẽ thuộc về ba mẹ con ta. Giải quyết ông ấy xong, mẹ cũng nên giải quyết con Lọ Lem luôn cho rồi. Mày ngu, để nó hầu hạ chúng ta khỏi tốn tiền thuê gia nhân. Mẹ ơi, cha sắp gặp nguy hiểm rồi. Mẹ hãy đưa con đến gặp cha thật nhanh nha. Thế rồi Lọ Lem cố gắng chạy, nàng vấp ngã rồi đứng lên chạy tiếp. Chạy hết cánh rừng là ra đến đường lộ. Tiếng lóc cóc gió ngựa từ đâu đó nghe rõ dần. Sườn đồi như thế này, ta không thể chạy được. Hay là... Nè, dừng lại một chút. Cô gái này có mệnh số đen đuổi khắc cả mẹ lẫn cha.
Con đứng lại đi, đừng bước tới nữa, tránh xa cha ra. Có chuyện gì? Con suốt ngày cứ lông bông bên ngoài, lại chạy đến cả đây, không sống đàng hoàng được như hai chị của con sao? Quần áo thì lúc nào cũng dơ bẩn. Nào, muốn gì thì nói đi, tại sao lại không nói? Nhưng con đừng nghĩ đến mua quần áo đẹp. Con không cần quà gì cả, chỉ mong cha mạnh khỏe thôi. Xin cha đừng đội mũ đỏ. Khi cha về, hễ cành cây nào cha thấy trước mắt thì đem về cho con. Chạy đến đây chỉ nói được bấy nhiêu đó thôi à? Thôi được rồi, ta sẽ đem một cành cây về cho con. Mẹ ơi, hãy cứu giúp cha thoát được tai nạn này. Tôi an tâm, tôi sẽ giúp bất kể chuyện gì cô muốn. Nào, hãy ngồi xuống đây, kể cho người bạn này nghe được không? Phụ Dương, hãy đợi thêm. Các người y nói bệnh của mẹ cần thêm thời gian. Không, ta phải đi tìm thầy thuốc giỏi trong dân gian. May ra có phương cách, các người y đã bó tay rồi, ta không thể chờ đợi cầu mai được. Nếu vậy, Phụ Dương hãy cho con theo, cùng đưa mẫu hậu đi chữa bệnh có được không? Con phải ở lại, có trách nhiệm thay ta chăm lo Dương Quốc. Thật không ngờ ba mẹ con họ lại ác độc tới vậy. Thôi được rồi, cô hãy tin người bạn này sẽ giúp được cha của cô. Bây giờ cô về nhà và đừng tỏ ra biết được âm mưu của họ nha. Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc đã qua nửa tháng. Này Sa Phu, dừng lại đi. Sao phải dừng? Chúng ta cần phải về cho kịp trước khi trời tối. Mỗi khi vợ ta đến đây, nàng ấy thường dừng lại uống nước suối. Ta vẫn nghĩ bóng dáng nàng ấy như còn quanh đây. Cao quá, không lấy được đâu. Thôi bỏ đi, cũng tại cái cành cây này. Con bé Lộ Lem có xin ta một cành cây làm quà cho nó. Để xem cây này là cây gì đây. Cây dẻ. Quái lạ, mấy cỗ xe đi qua mà không có người đội mũ đỏ. Vậy là sao? Trời sắp tối rồi. Hay ta cố đợi thêm một lát nữa xem sao. Nào, ta đã mua quần áo đẹp và trang sức quý giá cho ba mẹ con đây. Nè phu nhân, bà không nghe ta nói sao? Hãy chia quà cho các con đi. Còn Lọ Lem đâu? Sao ta không thấy nó? Hãy gọi nó đến đây. Các con gọi em nó về đi, nói rằng cha đã về rồi. Con muốn quà là cành cây thì cha cho con đây. Con nhận được cành cây này từ tay cha, con vui lắm. Con cảm ơn cha. Con sẽ trồng nó trên mộ của mẹ. Mẹ ơi, cha thoát nạn rồi. Có phải mẹ đang nghe con nói đúng không? Tôi chỉ giúp được cô một phần thôi, còn con chim kia cũng góp phần giúp cô đấy. Cảm ơn bạn cáo, cảm ơn bạn chim đã giúp đỡ cho cha của ta thoát được nạn này. Nước mắt của cô đã cảm động cây dẻ, nên nó mọc cao to và nó sẽ chữa được bệnh cùng các vết thương đó. Thật vậy sao? Cô hãy dùng nó mà giúp người nhé. Có cha nó ở nhà,
không thể để cho cha con nó gặp mặt nhau được. Ta phải kêu nó đi xa. Nè, lo lem, ta thấy con bò gầy lắm rồi. Mày đưa con bò đi ăn cỏ ở cánh đồng xa, khi nó căng bụng thì mới đem về nghe không? Dạ, thưa dì. Em ở đây ăn cỏ cho no nha. Chị lên mộ thăm mẹ đây, chiều chị dắt em về. Các em có nghe tiếng của ai khóc không? Đúng rồi, có tiếng khóc. Tiếng đó phát ra từ hướng này nè. Bà bị ngã hả? Bà từ đâu tới đây vậy? Bà yên tâm nha, dạ cũng không cần phải nói đâu, con sẽ băng bó vết thương cho bà. Nước mắt của cô đã cảm động cây dẻ nên nó mọc cao to và nó sẽ chữa được bệnh cùng các vết thương đó. Em đến mộ mẹ của chị hái mấy lá cây dẻ giúp chị nha. Thuốc của cháu hay quá. Ta hết bị câm rồi. Ta hết bị câm rồi. Cảm ơn con thật nhiều. Ta cảm ơn con thật nhiều. Đã chữa được bệnh của ta mà nhiều lương y không chữa được. Ta cảm ơn con. Không có gì đâu bà. Giúp được ai cần á thì con phải giúp thôi. Con là một đứa trẻ ngoan, thích giúp đỡ người khác và rất tốt bụng. Bà từ đâu đến? Vì sao bà lại bị tai nạn như vậy? Ta đến từ kinh thành. Chồng ta đưa ta đi trị bệnh, nhưng không có nơi nào trị khỏi. Trên đường về, không may trượt chân té lăn xuống sườn đồi này. Vậy bây giờ ngài ấy đâu rồi? Ngài ấy có biết bà bị tai nạn không? Ta không biết ngài ấy đang ở đâu, nhưng ta tin chắc rằng ngài ấy cũng đang tìm tới đây. Thôi được rồi, con sẽ đưa bà đi tìm ngài ấy. Đi như thế này sẽ rất chậm, trời sẽ tối mất thôi. Bà lại lên lưng con, để con cõng bà đi cho nhanh. Cô bé này rất ngoan hiền. Con trai ta mà cưới được cô gái này thì tốt lắm. Ta cũng mãn nguyện. Nhà con ở đâu? Cha mẹ con làm việc gì? Nhà con ở trong làng đằng kia kìa. Mẹ con mất rồi, cha con là bá. Chắc là xe ngựa của chồng bà phải không? Nếu không phải thì chúng ta cũng xin đi nhờ họ một đoạn đường nhé bà. Dạ, con chào ngài. Ngài có thể cho con đi nhờ xe một đoạn đường được không? Nàng, khi còn sống, cha cũng yêu thương mẹ như vậy. Đây là chồng của ta. Nàng nói được rồi ư? Tạ ơn Thượng Đế. Dạ, thiếp hấp bệnh là nhờ cô bé này. Đã vậy, cô ấy còn cõng thiếp đi suốt đoạn đường tìm chàng. Thật không ngờ, một cô bé còn ít tuổi mà có tấm lòng tốt đến như vậy. Xin bà đừng nói như vậy nữa ạ. Con cảm thấy rất là ngại ngùng ạ. Thưa ngài, con ngựa nó bị sao vậy? Hình như nó đang đau thì phải. À, nó đang đau đó, vì bị đạp gai, nên từ lúc đó đến bây giờ nó không thể chạy được nữa. Chắc cũng vì đau nên hí gian không ngừng. Chính vì vậy ta không thể đi tìm nàng được. Đừng, con không nên đến gần, nó sẽ gây nguy hiểm cho con. Các em bay về hái vài lá cây dẻ giúp chị nha. Thiếp té ngã từ sườn đồi xuống, thân thể bị trầy xước hết. Chính nhờ những lá dẻ của cô bé này mà thiếp đã bình phục hết các vết thương, đồng thời thiếp đã nói được luôn. Nàng nói sao? Nàng bị ngã ư? Ôi nhờ ơn Thượng Đế. Con tên gì? Nhà con ở đâu?
Chị chỉ muốn lấy gai và chăm sóc vết thương cho em thôi. Em đứng yên nha. Phải rồi. Em đứng yên như vậy nha. Để chị xem gai ở đâu. Chân này không có. Để chị xem chân kia nha. Tội nghiệp cho em quá. Cái gai đâm sâu như vậy chắc chắn là em đau lắm. Thôi ngoan nè, đứng yên để chị rút gai ra rồi đắp thuốc vào chân cho em nha. Bà giữ lại mấy chiếc lá này, có thể sẽ sử dụng nó sau này đó. Cảm ơn con. Đây là thuốc quý, ta phải gìn giữ cẩn thận. Trời sắp về chiều rồi, ta phải đưa con bò trở về, nếu không sẽ không yên với gì. Con cần phải về nhà ngay. Hai người về cẩn thận nha. Kìa, ta chưa biết con tên gì mà. Đã đến lúc hoàng tử của chúng ta phải kết hôn và có mái ấm gia đình cho riêng mình. Con nghĩ sao? Phụ vương và bảo hầu dạy thì con xin tuân theo. Vâng, thưa quốc vương, thiếp đồng ý. Nhưng trước tiên hoàng tử phải gặp được cô gái. Cô bé đó rất tốt, chúng ta phải mang ơn, nhưng không thể ép buộc con theo ý của chúng ta được. Cô gái đó là ai? Tại sao chúng ta phải mang ơn, thưa cha? Cô gái đó đẹp người, đẹp nết. Cô ta đã cứu và chữa bệnh cho mẫu hậu, còn cõng ta đi cả một đoạn đường dài tìm kiếm phù dương của con đó. Ồ, vậy thì tốt quá. Con rất muốn biết nàng và muốn đền ơn. Cha mẹ cũng không biết rõ về cô ấy. Có điều, nhìn y phục cô ấy mặc thì có vẻ là gia đình nghèo khó, không tương xứng với chúng ta. Ta nói vậy không phải là khinh thường cô ấy nghèo, mà quên đi cái ơn cô ấy cứu giúp nàng và con ngựa. Mang ơn thì phải đền ơn, không thể quên được. Nhưng chuyện kết hôn của hoàng tử thì không thể. Chắc nàng cũng biết là theo thông lệ, hoàng tử kén vợ thì phải mời công chúa các nước láng giềng và tiểu thư các gia đình quý tộc. Liệu cô ấy sẽ như thế nào trước họ? Hãy để hoàng tử tự lựa chọn. Hoàng hậu hiểu ý của ta không? Thiếp hiểu, nhưng thiếp vẫn muốn hoàng tử của chúng ta cưới cô bé đó. Thiếp cảm mến cô ấy rất nhiều. Cô ấy sẽ là hoàng hậu có đức hạnh trong tương lai, chúng ta sẽ không còn lo lắng gì nữa. Hay là như vậy, phụ vương và mẫu hậu cho con biết tên cô ấy và nơi cô ấy ở, để con tìm đến xem mặt cô ấy trước. Không biết. Quyền chọn mà đánh nhau. Lợi Lam, mày lên đây ủi quần áo cho tao. Mày lên đây chải tóc cho tao. Mày đánh giày cho tao. Mày lau rửa ngọc trai cho tao. Thưa dì, con cũng có thể được đi phải không dì? Theo lệnh của hoàng gia, mọi thiếu nữ đều được mời. Mời là mời tụi tao. Mày đi vũ hội mang theo cái chổi phải không? Và mang theo cái tập về nữa chứ. Mày vẫn có thể đi nếu làm xong hết mọi việc mà ta giao. Mà mày làm gì có quần áo đẹp, trang sức đẹp để đi chứ? Đến đó làm trò cười cho người ta hả? Dạ, con có quần áo đẹp thưa dì. Quần áo nào đối với mày là đẹp? Mà mày nên nhớ rằng hoàng tử chọn vợ chứ không phải chọn người hầu. Nghe rõ không? Xuống nhà lo làm việc đi. Cũng đẹp đấy chứ. Nhưng mày đi như vậy nào được nếu bộ đồ này không có. Chị trả lại cho em. Để xem mày đi bằng cách nào. Mày không có quyền tranh giành quyền tự với chị em tao đâu. Chị ác quá. Chị ơi cứu em. Ủa,
biết bơi thật khó. Vậy thì tự cố gắng lo thân đi. Ta về chuẩn bị đi kêu dụ với hoàng tử. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu con. Cảm ơn bạn Cao. Cảm ơn gì chứ, bạn bè là phải giúp đỡ nhau khi hoạn nạn. Ta thật không ngờ cô gái đó thật là ác độc mà. Mẹ ta dạy khi ai giúp mình thì phải cảm ơn mà. Thì cảm ơn. Di vật cuối cùng của mẹ cũng mất rồi. Ta không còn quần áo nào mới để đi dự dạ vũ nữa. Hay, ta không biết phải làm cách nào để giúp cô được. Mẹ, thấy con mặc váy đỏ có đẹp không? Mẹ nhìn xem, chiếc váy màu vàng này giống của công chúa không? Cái nào cũng được hết á. Các con của mẹ, mặc gì cũng đẹp. Lọ lem lên đây bới tóc cho tao. Mày ủi cho tao chiếc váy này. Mày biết bơi mà còn giả vờ kêu cứu hả? Hay tìm cớ lười biếng khỏi làm việc, giờ để mới mò về tới nhà. Mày muốn tao không được đẹp trước mặt hoàng tử hay sao mà bới tóc kiểu vậy? Mày ủi chỗ này còn nhăn, bộ mày muốn cho người ta cười tao hả? Con kia, còn chút xíu chuyện mà làm cũng không xong, xuống dưới kia làm việc đi. Mẫu hậu ơi, liệu nàng ấy có tới lễ hội không? Mẫu hậu cũng không chắc, bởi vì cô ấy rất nghèo, e rằng không có y phục đẹp để đến dự. Mà nếu như cô ấy có đến đây, con có sẵn lòng vì ta mà tiếp chuyện với cô ấy không? Ừ, một cô gái tốt, có đức hạnh như vậy thì con sẽ tiếp đãi như các cô gái quý tộc. Con không phân biệt giàu nghèo đâu mẫu hậu, người cứ tin ở con. Nè, mày hãy lựa đồ nành ra cho tao. Khi mẹ con tao về đến nhà thì mày phải lựa ra cho xong đó. Mày khá lắm. Nhưng hãy đợi đấy. Giờ thì lựa riêng ra hai thứ đậu cho tao. Khi tao về là phải xong đó. Vậy là hết rồi. Mình hết cách rồi. Mình phải bỏ cuộc thôi. Chúng tôi sẽ giúp cô. Mẹ ơi, con rất buồn. Con muốn đi đến vũ hội nhưng con bỏ cuộc rồi. Mẹ có nghe con nói không? Đừng nói vậy, lau nước mắt đi con. Con sẽ đi dạo vũ, đừng khóc lóc như vậy chứ. Bà là ai? Khi mẹ con sinh con ra, ta chính là mẹ đỡ đầu của con. Làm sao con đi vũ hội với bộ y phục lem luốc như vậy, thưa bà? Y phục này có gì là không đẹp. Nó đẹp từ chính tâm hồn, từ tấm lòng nhân ái của con đó. Sau này cũng chính bộ y phục con đang mặc sẽ đem lại hạnh phúc cho con. Thiệt vậy hả bà? Nó đem lại hạnh phúc cho con hả? Thời gian gấp lắm rồi, con hãy gọi những người bạn con quen biết đến đây. Con chỉ có bạn cáo, bạn chim và bạn chuột thôi à. Chim ơi, các bạn chuột ơi, hãy đến đây nha. Có bạn chuột tới đây. Chít 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 chít. Chúng tôi lựa đậu cho cô đã xong rồi đó. Cảm ơn bạn chuột nha. Bạn cáo của
cô cũng đến rồi đây. Biết chị gọi là có chuyện nên em đến ngay mà. Nè cô bạn thân xinh đẹp, ta có thể giúp được gì cho cô đây? Các con hãy giúp bạn Lọ Lem nha. Con là người đánh xe đưa Lọ Lem đến vũ hội. Đi nhanh hay chậm là do con đó nha. Và nhớ là phải về trước 12 giờ. Nếu không thì các con sẽ trở về nguyên trạng cũ. Nhớ đó. Sao không có cô gái nào mặc y phục bình thường vậy? Mời hoàng tử khiêu vũ cùng thiếp có được không? Quỷ là ai vậy? Nhìn kìa, quỷ quá xinh đẹp. Quỷ là con rước của Vương quốc nào vậy? Nhìn khuôn mặt chị dắt đi của nàng kìa, mới xinh đẹp làm sao? Nàng ấy thật là đẹp, không chỉ đẹp ở trang phục mà ở nàng còn toát lên sự trong sáng thánh thiện. Hoàng tử ơi, chàng hãy khiêu vũ cùng ta đi. Công chúa phải không mẹ? Ôi, cô ta xinh đẹp quá à. Lẽ ra ta đã khiêu vũ với hoàng tử rồi, không ngờ sự xuất hiện của ả đã khiến hoàng tử không thèm nhìn đến ta nữa. Thật tức quá mà. Mẹ ơi, mẹ có cách nào không? Sao nhìn cô ta thấy quen quen? Quen gì chứ, mặt cô ta con chẳng thấy quen gì hết. Nghe mẹ nói con thấy cũng hơi giống. Giống ai ta? Con Lọ Lem. Con Lọ Lem làm gì mà đẹp như ả kia được? Giờ này nó đang lựa đậu ở nhà đó. Ừ, đúng rồi. Mẹ trông thấy không? Cô ta đang lấn lướt con. Mẹ làm gì đi chứ? Ngươi đến đây, ta sai ngươi làm việc này. Ngươi đi đến chỗ vắng, làm như thế này. Ta tổ chức bữa tiệc khiêu vũ là để mừng hoàng hậu. Sau một năm nay, hoàng hậu không nói, không cười. Bây giờ nàng đã hết căn bệnh lạ, cùng với việc tuyển chọn vợ cho hoàng tử. Nào con trai, con đã vừa ý công chúa hay tiểu thư nào chưa? Nhà vua, chính là ông chúa có con ngựa đạp gai nhọn đấy mà. Còn hoàng hậu chính là người phụ nữ xinh đẹp không nói được đấy sao? Nhưng ta không thể ở đây lâu được, phải về ngay thôi. Thưa phụ vương và mẫu hậu, con đã chọn được một cô gái, nhưng không biết nàng là con của gia đình nào. Nhưng mới vừa gặp nàng, con đã nhận ra dù nàng là người kiêu sa quý tộc hay chỉ là một người bình thường thì ở nàng luôn có sự dịu dàng và trong sáng. Sao hả? Ngươi có bắt được cô gái đó không? Dạ, thưa phu nhân, tôi đang dừng cung định bắn con ngựa, nhưng không biết con gì nó nhảy sổ vào tôi, nên không bắt được cô gái đó. Đồ vô tích sự à! Con cảm ơn bà tiên đã thương và giúp đỡ con. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn chim, bạn chuột và bạn cáo nữa. Cả hai đã giúp ta rất là nhiều việc đó. Chúng em và chị là bạn tốt với nhau mà.
Mùa gì ghẻ sắp về rồi. Rồi lội lem, mau về nhà ngay thôi. Mình phải làm gì đó cho mẹ kế không nghi ngờ. Mày vào nhà bếp xem con lọ lem có trong đó không. Mẹ xem đó, chị ấy không đi mà lại sai con. Con có phải là người hầu của chị ấy đâu chứ. Chị mệt rồi. Có phải một mình chị mệt đâu, ai cũng mệt cả. Thôi, hai con mệt thì ngủ. Để mẹ đi xem lọ lem được chưa. Chị phải nhắm mắt giả vờ ngủ đi chứ. Lọ lem, mày đâu rồi? Thưa dì, chị mới về ạ. Mày vừa mới đi đâu phải không? Dạ không có. Từ tối con đã phải ngồi lựa đậu. Vừa mới xong là con đi ngủ. Chứ có đi đâu được đâu ạ. Ngày mai dậy sớm lo trang điểm cho hai chị đó. Dạ thưa dì. Suốt buổi tối ta thấy con chỉ khiêu vũ với một cô gái. Ta không nhìn rõ mặt. Chị muốn biết là con yêu thích cô gái đó, có phải không? Con thì lúc đầu chỉ muốn tìm cô gái mà mẫu hậu yêu quý thôi. Không phải chỉ một mình mẫu hậu con yêu quý cô gái đó, mà chính ta cũng cảm mến cô ấy. Dạ phải, nhưng cô ấy không có đến lễ hội. Con đã gặp một cô gái tuyệt đẹp, thuần khiết, nhưng chưa kịp hỏi nàng tên gì, từ đâu tới, thì nàng đã biến mất rồi. Chắc có lẽ con bé không có y phục sang trọng nên chẳng dám đến đây. Ta sẽ đi tìm con. Thì ra họ là quốc vương và hoàng hậu, là cha mẹ của hoàng tử. Không biết hôm trước ta có làm điều gì phiền lòng hai vị đó hay không. Hồi thật bất ngờ. Nếu họ biết cô gái xinh đẹp hôm nay chính là ta thì họ có chấp nhận không? Làm sao ta gặp được họ trong lớp áo này. Hoàng tử mà biết được sự thật, liệu chàng có yêu ta không? Chít chít. Có yêu mà. Người ta yêu là vì tâm hồn trong sáng của cô, chứ nào phải yêu vẻ bên ngoài của cô đâu chứ. Thôi ngủ đi mà. Nghĩ tới việc mụ gì ghẻ cho người hại cô là tôi bực tức lắm rồi đây. Tôi sẽ đi cắn hết quần áo của họ, để ngày mai họ khỏi đi vũ hội nữa. Nè, đừng làm vậy mà bạn chuột. Mình phải lấy lòng nhân hậu để đối xử với họ, chứ không thể giận rồi trả thù thì bao giờ mới chấm dứt được. Cô thật là tốt. Tôi sẽ nghe lời cô. Giờ tôi đi kiếm ăn đây. Vợ yêu, quá lâu rồi ta không đến thăm nàng. Ta xin lỗi vì đã sống xa con gái của chúng ta. Bây giờ chàng mới tới, chàng mau về nhà để chăm sóc con gái. Con bé đang bị người ngoài ức hiếp. Nhà của chúng ta giờ thành nhà của người đàn bà ích kỷ kia. Sao nàng vừa mới xuất hiện lại đi mất? Nàng giận ta sao? Ta xin lỗi vì đã mê tín rằng con mang lại niềm xui cho chúng ta mà bỏ bê con nữa. Dù có thế nào, Lọ Lem cũng là con gái duy nhất của chúng ta. Tại sao nó lại gọi Lọ Lem bằng cái giọng lạ vậy? Con bé đâu phải là người hầu của nó. Lọ Lem, mày chết ở đâu rồi? Lên đây chạy tóc cho tao. Mẹ ơi, xem nó ủi ẩu đồ đi dự tiệc của con nè. Con ngồi xuống và tự ủi đồ cho mình, không có quyền làm phiền tới người khác. Cái con Lọ Lem chết tiệt, mẹ trừng phạt nó cho con. Kêu nó nãy giờ mà nó vẫn không đến chạy tóc cho con. Tại sao lại nguyền rủa em nó như vậy? Mẹ con bà đi mà tự giúp đỡ lẫn nhau. Tôi thật không ngờ bà dạy con cũng khá lắm đó. Quốc vương cho xe ngựa đến mời ngài đêm nay đi dự lễ hội của hoàng tử.
mày đi rồi thì mày cũng vẫn phải làm việc. Lừa nó hết cho tao. Hãy an tâm cô bé và đừng khóc nữa. Chúng tôi sẽ đến giúp cô. Họ đi hết rồi. Đêm nay ta không thể đi được nữa. Tại sao con không thể đi được chứ? Nào, hãy chuẩn bị và gọi các bạn của con đến đây. Bạn cáo, bạn chim, bạn chuột, hãy đến đây giúp ta. Lọ Lem có đến hoàng cung kịp hay không là nhờ con đó. Con hãy cố gắng bảo vệ cô ấy nha. Dạ, con xin vâng lời. Yes. Hôm nay con sẽ mặc chiếc váy màu trắng và ta tặng con đôi giày pha lê tuyệt đẹp. Đôi giày này sẽ không biến mất đâu nha. Này, giờ hãy lên xe đi. Và nhớ là phải về trước 12 giờ đó con. Dạ, con cảm ơn. Bấy lâu nay vì nghe lời bà ấy nên ta tin là con bé Lọ Lem nó xung khắc với mình. Thật không ngờ ta bỏ quên con bé quá lâu rồi, lại không cho nó một bộ váy nào đẹp. Ta quả là đáng trách mà. Đêm nay nàng ấy có đến không? Ta chỉ muốn chờ đợi mỗi một mình nàng thôi. Ta đã yêu nàng mất rồi. Hãy mở rộng tất cả các cửa, không được đóng, có nghe không? Đêm nay á, các con hãy cố giành tình yêu của hoàng tử. Ta sẽ đuổi lão ấy ra khỏi nhà. Thiếp mời hoàng tử khiêu vũ với thiếp. Vũ điệu đầu tiên. Em mời hoàng tử khiêu vũ với em, có được không? À không không, ta đang bận, mong các nàng thông cảm. Cô bé đó vẫn không đến, làm sao ta gặp được con đây? Phụ vương và mẫu hậu, con đã chọn được nàng ấy đây. Dạ, con chào quốc vương và hoàng hậu. Tiếng nói này, khuôn mặt này, sao ta thấy quen quá. Nàng nói đúng, ta cũng thấy rất quen. Ngài cũng cảm thấy như vậy sao? Đúng, ta cũng thấy cô bé này trông rất quen, nhưng không thể nào là cô bé đó. Sao con gái này lại giống Lọ Lem đến như vậy? Ôi, con gái mình sao? Nhưng con gái này mặt đẹp và sang trọng quá. Đâu phải là cô con gái của ta? Không phải Lọ Lem rồi. Ta yêu nàng mất rồi. Cả đêm qua ta đã không ngủ được vì nhớ nàng. Nàng có đồng ý làm vợ ta không? Thiếp chưa hỏi ý kiến của cha nữa mà. Chưa được đâu. Nàng không yêu ta sao? Thưa phụ vương và mẫu hậu, xin cho con được cưới nàng ấy làm vợ. Sao cô ấy vẫn chưa rời khỏi hoàng cung? Sắp nửa đêm rồi. Chúng ta mà trở lại hình dáng cũ thì làm sao đưa được cô ấy đi về? Tôi cũng
lo lắng lắm. Thôi bỏ đi, bà Tiên sẽ cho cô đôi giày khác. Các bạn chuột, hãy chạy thật nhanh nha. Chủ nhân của đôi giày này sẽ là người ta cưới làm vợ. Chi chi, cô hãy bôi tro vào tóc để không bị phát hiện. Em nhắc chị mới nhớ. Cảm ơn bà Tiên, cảm ơn cáo, chim và các bạn chuột nữa nha. Nhờ các bạn mà chỉ có hai đêm vũ hội thật tuyệt vời. Hoàng tử nói... Hoàng tử nói sao? Nói như thế nào? Ta thật là quá nhẫn tâm đối với con gái của mình. Để nó phải chịu khổ ngủ trên đống rơm, trong căn bếp lạnh lẽo như vậy. Lộ lem con, hãy thức dậy đi. Ta biết con vẫn còn thức mà. Sao bây giờ cha mới nhớ đến con? Cha xin lỗi con, bấy lâu nay cha không quan tâm con. Vì nghe lời của họ, họ đã chia rẽ cha con ta. Cha hối hận lắm. Cha thật không ngờ họ đối xử với con gái của cha như vậy. Ngày mai cha sẽ đuổi ba mẹ con họ ra khỏi nhà. Xin cha đừng làm như vậy. Cha đuổi thì dì và hai chị sẽ ở đâu? Họ sẽ khổ lắm cha. Con thật là hiền lành và nhân hậu. Nào, bây giờ hãy lên phòng của con ngủ đi. Không ngủ ở đây nữa, ngày mai cha sẽ đưa con đi mua quần áo và trang sức. Thưa hoàng tử, mời ngài ra dùng điểm tâm với quốc vương và hoàng hậu. Ta không muốn ăn. Sao con lại ủ rũ thế kia chứ? Phấn khởi lên. Nào, theo ta ăn một chút điểm tâm, ta sẽ bày cách cho con tìm được cô gái đó. Nghe đây. Cô quốc vương sẽ hỏi cưới cho hoàng tử cô gái đã đánh rơi chiếc giày pha lê tại buổi khiêu vũ đêm qua. Hãy đến thử giày, ai mang vừa thì được làm vợ hoàng tử. Trời ơi, giày pha lê kìa. Trời, ai sẽ mang vừa chiếc giày này ta? Không biết nữa. Thưa quốc vương, lệnh của ngài vừa ban ra thì nhiều cô gái đến thử giày, nhưng không có ai đi vừa chiếc giày đó cả. Giống như chuyện gì? Giống như cô gái đó hiện ra rồi biến mất, thưa ngài. Sao như vậy chứ? Ta thấy cô gái đó trông rất là quen mà. Nàng hãy ngồi xuống và đừng có lo lắng quá. Hoàng tử của chúng ta sẽ biết cách tìm ra cô gái đó mà. Hay là thiếp cùng với ngài đến nơi mà chúng ta gặp cô bé đó nha. Được rồi, ta cùng với nàng đến đó ngay. Thưa hoàng tử, theo thần thấy thì không thể có cô gái nào ở xa hơn kinh thành đâu. Còn ta thì nghĩ khác. Cô gái ấy đi bằng một cỗ xe ngựa thì chắc chắn là phải xa kinh thành hơn đó. Chúng ta tiếp tục lên đường ngay thôi. Chỗ này, đúng là chỗ này. Thiếp gặp cô bé đó. Không phải chỗ này. Thiếp té ngã, rồi lăn từ sườn đồi xuống. Sau đó, thiếp cố gắng đến tại chỗ này. Lúc đó chắc nàng đau đớn và sợ hãi lắm. Ta lúc đó cũng rất lo lắng, muốn đi tìm nàng ngay. Nhưng con ngựa nó bị thương, nó đứng yên và không chịu đi nữa. Cô bé còn cõng thiếp đi tìm ngài. Một cô bé đáng thương, đáng mến. Sao hoàng tử lại đến đây? Ngài có việc gì không?
Nghe nói ngài bán tước có các cô con gái, vậy thì ngài hãy mời các cô ấy ra đây thử chiếc giày này. Ngài có thấy cô con gái nào của ngài mang vừa chiếc giày này không? Đã lâu lắm rồi mình không mua sắm gì cho Lọ Lem cả. Hai đứa kia cũng không mang đôi giày này. Vậy thì chắc chắn là không phải của tụi nó. À, không, thưa hoàng tử, các cô con gái của tôi không có đôi giày nào như thế này cả. Thưa hoàng tử, xin ngài hãy nán lại một chút, tôi sẽ gọi các con của tôi ra thử giày. Trời sắp tối rồi, nàng đừng làm phiền hoàng tử, hãy để ngài quay về. Ta chắc chắn là không phải của tụi nó mà. À, không sao thưa ngài bá tước, hãy để các cô ấy thử giày đi. Nhưng bây giờ chúng ta tìm cô bé ấy ở đâu chứ? Cũng tầm giờ này ta gặp, và nhờ lá thuốc của cô ấy mà ta đã hết căn bệnh lạ. Nếu ta và cô ấy có duyên thì xin cho ta được gặp cô ấy. Hôm ấy có vài con chim. Chim, nếu chim hiểu được tiếng nói của ta thì làm ơn giúp ta đưa cô bé đó đến đây, hay chỉ dẫn ta đến gặp cô bé đó cũng được. Vậy là nó hiểu ý của thiếp rồi. Chúng ta mau lên xe ngựa đi theo nó đi. Mẹ còn đứng đó nữa, không chịu vào thắt no cho con. Ra đó chỉ có thử giày thôi, mà đứa thì bới tóc, đứa thì chải đầu, lại còn thắt no nữa chứ. Tụi bay quá chậm thì hoàng tử không chờ đâu đó. Con kia, xong chưa? Con định đi đâu vậy hả con? Mà cái váy này ở đâu mà đẹp vậy? Dạ thưa dì, sáng nay cha mới mua cho con đó ạ. Vậy hả? Mà bây giờ con định đi đâu vậy? Dạ, con định xuống thử giày của hoàng tử. Con vào đây, nhờ con xem cái áo của chị có phải bị rách không. Dạ. Mở cửa cho con đi dì. Dì ơi, hai cô gái này chắc chắn không phải rồi. Chắc là phải trở về hoàng cung, mai ta lại đi tiếp. Giày đâu? Cho các con của tôi thử đi chứ. Không phải giày của chúng nó thì thử có ích gì đâu. Không, các con gái chưa lập gia đình thì mới có quyền thử, còn bà thì... Chào ngài bá tước, chúng tôi quay về hoàng cung. Thưa hoàng tử, tôi còn... Tại sao phụ vương và mẫu hậu lại đến đây? Hoàng tử cũng đến đây thử giày à? Sao rồi, có thấy cô gái mà con thích không? Như ta và mẫu hậu đã nói với con hôm trước, có thể cô gái ấy đã giúp và chữa bệnh cho mẫu hậu con đang ở đây. Đang ở đây sao? Sao phụ vương lại biết? Chính nhờ con chim này. Ai ở đây mà trị bệnh cho hoàng hậu cơ chứ? Không lẽ là Lọ Lem? Nhưng con gái của tôi có phải là Lan Y đâu. Dạ, xin chào quốc vương và hoàng hậu. Ngài có nhầm không? Các con gái của tôi không có tài chữa trị bệnh cho ai cả. Đúng rồi, không phải là hai cô gái này. Ngài bá tước, ngài còn cô con gái nào nữa không? Không lẽ con chim lại dẫn đường sai sao? Dạ thưa dân, tôi còn một cô con gái nữa. Nhưng không biết vì sao từ nãy giờ nó không ra đây để thử giày. Ngày mau kêu cô gái đó ra đây.
dân, thưa hoàng hậu. Lọ lem à, con đâu rồi? Con đang ở đâu? Con đây thưa cha, con đang ở trong phòng của chị lớn. Kìa, Lọ Lem, con làm gì ở trong đó? Tại sao không ra ngoài? Nè, Lọ Lem, có phải ba mẹ con họ nhốt con trong đó không? Dạ phải, thưa cha. Lọ Lem, tội nghiệp dạ. Con gái của ta phải chịu nhiều ám ức. Ta thật xấu hổ mà. Con không sao, cha đừng tự trách mình nữa. Có phải con chữa bệnh cho hoàng hậu không? Cành cây dễ mà cha mang về, con trồng trước mộ của mẹ. Không ngờ nó là cây thuốc thần, có thể chữa được các vết thương và bệnh tật đó cha. Đúng là cô bé này rồi. Quốc Dương, ngài đến đây mà xem nè. Dạ, con chào Quốc Dương. Ngài có khỏe không ạ? Nàng trông rất quen, nàng có phải là... Ồ, chính là con đây mà. Cô bé này là con của ngài bá tước đây sao? Nhưng tại sao lúc trước lại phải ăn mặc rách rưới? Dạ, tại vì ta là người đỡ đầu của Lọ Lem. Nay ta sẽ trao lại hình ảnh đẹp nhất của con cho con nhé. Đây là chiếc giày của nàng. Ta thật sự hạnh phúc khi tìm được nàng tại đây. Ôi, thật không ngờ. Ba mẹ con người phụ nữ đó đã chiếm công và mê hoặc ngài. Trong lúc ngài bệnh nặng, chính Lọ Lem đã chăm sóc ngài đó. Nhanh tay lên các con, lấy hết các vật quý giá rồi chúng ta chuồn ra cửa sau. Ta trao cho con đứa con đỡ đầu của ta, con hãy trân trọng và sống hạnh phúc. À, hay quá. Bà con định lấy cắp đồ vật trong nhà của ta hay sao? Lính đâu, hãy tước hết đồ vật trên người họ, rồi giam bọn họ vào ngục cho ta. Ngươi cũng là người mẹ, tại sao lại đối xử tàn ác với con của người khác như vậy? Dạ thưa quốc vương và hoàng hậu, cũng chỉ vì bà ấy thương con của mình nhiều hơn, nên muốn dành tất cả mọi thứ cho con của mình thôi, nên đã đối xử bất công với con. Con xin ngài đừng bắt giam họ, mà chỉ đuổi ra khỏi vương quốc thôi ạ. Ta đã không sai khi yêu mến con. Con là một cô gái có lòng nhân hậu vị tha, thật là hiếm thấy. Ta biết nàng rất hạnh phúc, vì bao lâu nay ta ít khi thấy nàng cười. Quốc Dương, ngài nói rất đúng, chúng ta cũng đã già rồi. Thiếp chỉ mong con trai chúng ta cưới được một cô gái nhân hậu tài đức, sau này sẽ giúp chồng làm cho đất nước thanh bình và giàu mạnh thêm. Và chúng ta đã tìm được, có phải không? Phải đó, thiếp vô cùng vui mừng và mãn nguyện. Ôi, nắng cháy da của con mất. Mẹ ơi, con khát nước quá. Con đói quá mẹ ơi. Đến lúc nào rồi mà cứ đòi ăn với uống? Mẹ không có tiền đâu. Người mẹ còn nhiều trang sức quá à. Mẹ bán bớt mua thức ăn cho con đi. Mua nước nữa mẹ. Được rồi, giờ cần phải đi ngay đến chỗ chị của mẹ. Bà ấy sẽ có cách trả thù con Lọ Lem. Bà ấy làm gì mà có quyền hạn đó chứ? Chị của mẹ là phù thủy mà. Hỡi phù thủy bóng đêm, có ta tới đây. Hỡi phù thủy bóng đêm, có ta tới đây. Đi hãy vào gọi phù thủy bóng đêm cho ta. Tại sao chúng ta không vào trong đó cho rồi mà phải đứng bên ngoài để gọi vậy? Trong hang có nhiều cạm bẫy, phải bà ấy đưa chúng ta đi vào mới được.
gặp chị bóng đêm. Em cần nhờ chị giúp. Không giúp mà phải trao đổi. Để con phải vất vả thời gian qua, cha thật có lỗi. Con phải sống một cuộc đời thật hạnh phúc thì cha mới không có lỗi với mẹ của con. Ủa, chị định làm gì? Có thể nói cho em biết có được không? Người nói nó có đôi giày pha lê rất đẹp phải không? Ta sẽ cho nó đi trên đôi giày này mà rời khỏi Dương Quốc mãi mãi. Thỏa thuận là người để lại đây một cô con gái hầu hạ cho ta. Thôi mẹ, con không ở đây đâu. Mình ra khỏi đây đi mẹ. Chỉ cần hứa với bà ấy thì con lọ lem sẽ rời khỏi vương quốc. Một trong hai con sẽ là vợ của hoàng tử. Lúc đó đến đây cứu chị em của con thôi. Hai cô gái rất lo sợ ở trong hang động tối tăm, nhưng giấc mộng làm vợ hoàng tử thúc đẩy, họ liền đồng ý. Đang làm gì vậy? Hoàng tử cứu em. Cha ơi, cha ơi cứu con. Ngài làm sao vậy? Con bé bị sao vậy? Quốc Dương, ngài hãy mau cứu nó với. Trời, ta phải làm sao đây? Ngự y, mau gọi ngự y. Hoàng tử, hoàng tử cứu em. Đừng, đừng, đừng buông em ra. Con cố gắng đứng yên. Nào, hãy đứng yên cho ngự y chủ trì được không con? Con không thể điều khiển chân của con được. Như vậy rồi chúng ta làm sao nữa chứ? Hãy xem ta cho nó biến mất khỏi vương quốc này. Hãy chạy đi và rời khỏi vương quốc này mãi mãi cho ta. Đi. Con ơi, dừng lại. Đèn ơi, đèn ơi. Lọ lem, lọ lem, con dừng lại đi. Con dừng lại đi. Đem cổ xe ngựa cho bá tước. Bà Tiên ơi, hãy xuất hiện cứu lọ lem với. Cháu ơi, hãy đến đây. Có chuyện gì xảy ra với con bé vậy con? Tôi nghe gọi là biết cô ấy gặp chuyện gì rồi. Nào, tôi đã tới, xin bà hãy nói. Lọ lem đã bị một thế lực hắc ám nào đó làm cô ấy chạy đi không ngừng nghỉ ra khỏi cung điện rồi. Xem nó chạy kìa, mọi người được theo muốn hụt hơi luôn. Bà quả thật rất đại tài, xem có ai cứu nổi nó không. Nó chạy ra khỏi vương quốc này thì nó không sao kiếm đường quay về mà chị. Khi nó chạy ra khỏi vương quốc này thì nó không còn nhớ đến bất cứ ai cả. Ta sẽ xóa sạch trí nhớ của nó. Nào, bây giờ các ngươi hãy thực hiện thỏa thuận đi. Ai sẽ ở lại đây với ta? Ta hiểu rồi. Con hái một lá dẻ cho lọ lem ngậm thì sẽ hết bùa phép ngay. Con cáo, con hãy đến hang động của một phù thủy bóng đêm mà phá nát hết những lọ nước phép của bà ta đi. Dạ vâng, thưa bà Tiên, con xin đi con ngay. Con xin đi ngay ạ. Bà Tiên ơi, cứu con. Xin bà hãy cứu nàng ấy.
Chúng tôi không biết làm sao để cứu nó. Xin bà hãy cứu lấy con gái của tôi. Con hãy ngậm lấy lá dẻ này, nó sẽ phá hủy phép thuật của một phù thủy đó. Lộ Lem hiền lành, nó đâu có thù oán gì đến một phù thủy nào đó. Tại sao mụ ta lại hại nó chứ? Họa này là do chính ngài tạo ra. Người vợ sau của ngài là em gái của phù thủy bóng đêm. Bà ta đã nhờ chị của mình làm bùa phép để hại con bé đó. Con xin cảm ơn bà tiên đã giúp đỡ. Được rồi, mọi người hãy quay về đi. Ta sẽ giải quyết việc này. Từ nay về sau sẽ không còn ai hại con bé được nữa. Một trong hai con phải chịu khó ở lại với bà ấy một thời gian, rồi mẹ sẽ đến giải thoát. Không, con không ở đây đâu. Nhìn bà ấy rất là đáng sợ. Con lại càng không thể. Nếu mẹ muốn thì mẹ ở với bà ấy đi. Hay là chuyện gì? Ba mẹ con mình thừa lúc mụ ta không để ý trói mụ lại, rồi chúng ta trốn khỏi nơi đây. Hỡi mặt trăng, trái đất và đại dương, mỗi lời ước nguyện nhân danh người sẽ đến. Các quyền năng và sức mạnh tạo nên bởi thủy triều, hãy dâng cao những con sống của người và tiếp nhận câu thần chú của ta. Tại sao? Ai đã làm việc đó? Ai đã phá đồ của ta? Bóng đêm, cô từ đâu ra vậy? Trời, thế là sao? Không thấy gì cả. Không thấy gì nữa mẹ ơi. Thưa bà tiên, con đã hoàn thành xong nhiệm vụ, đã phá hết tất cả đồ đạc trong đó. Lòng nhân đức bắt đầu từ gia đình giáo dục. Chỉ có hạnh phúc khi cho đi và sống vì người khác thì hạnh phúc mới mãi mãi. Mẹ con các ngươi đã làm nhiều điều xấu, vẫn không biết ăn năn hối cải. Còn phù thủy bóng đêm, ngươi hại người khác như thế nào thì bản thân sẽ gặp chuyện như vậy. Làm lành tự được phước, làm dữ sẽ mang họa. Đó là nguyên tắc của nhân quả. Ta trừng phạt các ngươi phải đùm bọc lẫn nhau để sống trong hang động này mãi mãi. Thế là kể từ đó, hoàng tử và cô bé Lọ Lem sống hạnh phúc bên nhau. Cả hai dùng cây dẻ thần chữa bệnh cho dân lành. Một thời gian sau, hoàng tử lên ngôi, vương quốc càng thêm thịnh trị, ấm no. Từ kinh thành, ông Anatol trở... Áo quần của tôi dơ dai vậy. Không sao, không sao bà ơi. Con suối này đổ dốc quá, xe ngựa băng qua sẽ bị lật. Tôi cõng bà nha. Cô lên. Nhà ta ở dưới chân núi, răng lên sắp đến kia rồi. Nhưng phải đi qua cái bãi quan kia nữa. Ngài còn trẻ, lưng thẳng chân cứng. Cô lên nha. Rồi cái gánh nặng này sẽ được đặt xuống thôi. Ta biết ngài là công tử, không quen mang giác nặng, nên về tới nhà ta sẽ thưởng công cho ngài xứng đáng. Ôi bà lão tội nghiệp kia, sao bà có thể nói ngược như vậy chứ? Bà có gì mà nói thưởng công cho ta? Ngài thấy nhà ta nghèo quá phải không? Thu thật, gia tài của ta chỉ có 2 cây hoa và 2 con ngỗng này thôi. Ta tặng ngài hết đó, không được từ chối nghe. Ta biết ngài đang vội về nhà mà vẫn chịu cực khổ cõng và mang vác giúp ta. Ngài thật là tốt bụng. Dạ, nhưng tôi chỉ xin nhận 2 cây hoa thôi ạ. Sao có thể lấy hết gia tài của bà được? Ngỗng rất cần, vừa bầu bạn vừa giữ nhà. Nhà ta có chi đâu mà cần giữ, ngoài cái lưng còng của ta. Thôi, đừng ngó quanh ngó quẩn làm gì. Cái lưng người vốn nó phải còng. Chà, chà. Chàng về trễ vậy? Em đợi rất lâu. Đã có chuyện gì trên đường phải không?
chàng đã giúp những ai? Nàng đúng là hiểu lòng ta. Trên đường về ta gặp một bà già lưng còng rất tội nghiệp. Trời lại tuyết, rất lạnh và trơn trượt, nên ta cõng và xách đồ đạc giúp. Nào ngờ nhà bà ấy xa quá, ta rất sốt ruột vì trễ hẹn với nàng. À, ta có quà cho nàng. Bà ấy tặng cho ta 2 cây hoa hồng. Ôi, 2 cây hoa đẹp như nhau, nhưng chúng mới có nụ thôi, chưa ra hoa nào. Vài ngày nữa chúng sẽ nở mà. À, cũng vài ngày nữa nàng sinh con có phải không? Nếu hoa kịp nở thì hay biết mấy. Ta thích sẽ có đứa con gái đẹp như hoa hồng. Dạ, chắc thế nào cũng kịp à. Bà ơi, hôm nay bà về sớm đó. Tụi cháu mong bà ghê. Thì nhờ có ngài nhà giàu tốt bụng đó đưa bà về. Bà ơi, bà là bà tiên, sao hằng ngày cứ đi làm lụng cực khổ chi vậy bà? Bà chỉ cần quá phép là được. À, mà bà ơi, đã đến giờ quá phép rồi đó bà. Này, hai con nhìn lại đi. Đó là ngôi nhà của người tốt bụng lúc sáng. Ông ta có một người vợ sắp sinh con. À, bà ơi, con thấy 2 cây hoa của mình kìa. Con cũng thấy, con cũng thấy. Ôi, họ cần 2 cây hoa ghê. Vậy, áo trắng có muốn xuống trần gian chơi không? Ta sẽ cử con về làm con gái của ông ấy. Con sẽ sống một cuộc đời vui vẻ nếu con cũng tốt bụng như ông ấy. Dạ muốn ạ. Con xin nghe lời bà tiên. Bà ơi, con cũng đi nữa. Sao con lại không được đi? Bà cho con đi chung với áo trắng mới công bằng chứ bà. Để ta nghĩ coi. À, 2 đứa đi cũng được. Cho có chị có em. Hai con hãy nhớ những gì ta dặn. Trần gian không phải là thiên đường, nên sẽ xảy ra rất nhiều chuyện bất ngờ. Nhưng luôn luôn phải giữ gìn sự lương thiện và làm điều tốt cho mọi người. Đây, thịt ta vừa hầm xong, rất mềm ngon. Nàng ăn nha. Ăn xong, ta sẽ đi chuẩn bị giường nệm rồi mời bà đỡ tới cho nàng. Ta nghĩ trong đêm nay nàng sẽ sinh con. Ôi, ta vui quá. Vâng, em cũng vui sướng như chàng. Hơi hồi hộp nữa. Không biết chúng ta sẽ có con trai hay con gái. Em ước sẽ sinh một đứa con trai giống hệt chàng. Chó sói! Chó sói! Chó sói bắt con tôi rồi! Xin hãy cứu con tôi! Ha! Chó sói tới! Dân làng gặp nguy hiểm rồi! Ta đi đây! Nàng mau đóng cửa lại! Chờ ta! Ta sẽ về liền! Ôi! Ông Anaton đã cứu em bé an toàn rồi! Mừng quá! Mừng quá! Vì con sói đang giác đứa bé nên ta không thể bắn nó. Ta phải đuổi theo, lao vào nó để cứu đứa bé, nên nó làm ta bị thương. Ôi, vết thương nặng quá. Để băng bó cho chàng. Nàng à, móng vuốt của con sói rất độc. Ta sợ khó sống để chờ con mình ra đời. Xin lỗi nàng vì không có ta trong lúc sinh con. Nàng có nhớ lời ta dặn không? Em ơi, 2 chậu hoa kia rồi. Ở đây có nhiều bướm đẹp quá nè. Thôi, em đói bụng rồi, không chơi nữa. Chúng ta về nhà đi, em sợ mẹ trông. Ôi, hôm qua ham chơi mà bữa nay ngoan ghê. Hôm qua, nắm tay chị, chúng ta không rời nhau suốt đời chúng ta. Hay, hay lắm, hay lắm. Hay lắm, hay lắm. Lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy đó.
Bà Tuyết ơi, chú gà trống ngậm cọng rơm chứ không phải khúc cây. Đúng rồi, chị cũng thấy vậy đó. Đế con kia, sao ngươi dám nói ra bí mật phép ảo thuật của ta? Dạ, thưa cô, không sao ạ. Chúng cháu chỉ nhìn thấy vậy thôi, không nói cho ai biết đâu ạ. Nhưng ta không hài lòng vì các ngươi. Ta sẽ cho gà trống ngậm khúc cây thật, nó sẽ chịu sự nặng nề đau đớn. Xin cô đừng làm vậy, tội nghiệp gà trống lắm. Nhưng ta không thích sự thông minh của các ngươi. Xem nè, gà trống sẽ bị thương ngay lập tức. Trời, sao nặng quá vậy nè? Sao cứng và nặng quá? Miệng của ta đau quá, đau quá. Vì có người nhìn thấy phép thuật của ta nên ngươi phải lãnh đủ. Thôi, ta đi đây. Ngươi cứ nằm đó, khi nào hết đau thì tự ngồi dậy nha. Hai cô xem tôi biểu diễn hả? Xin lỗi hai cô, tôi đang diễn nửa chừng á thì cô phù thủy quăng khúc cây mới nặng quá. Tôi bị thương rồi. Ôi, đau ơi là đau. Xin lỗi anh gà, tại vì chúng tôi đã chọc giận cô phù thủy. Nhưng anh gà hãy vui lên, vì anh đã cố gắng hết sức trổ tài biểu diễn cho mọi người xem vui vẻ. Anh gà đừng lo, chúng tôi chữa bệnh cho anh nhé. Anh khỏe rồi, cứ đến ở nhà chúng tôi, mẹ chúng tôi sẽ yêu quý anh lắm. Nàng à, móng vuốt của con sói rất độc, ta sợ khó sống để chờ con mình ra đời. Xin lỗi nàng vì không có ta trong lúc sinh con. Không chàng ơi, chàng phải sống, con rất cần chàng. Nàng hãy nhớ kỹ lời ta dặn, phải dạy con biết thương yêu và giúp đỡ mọi người, dù có gặp thử thách hay chuyện không hay đi nữa. Đó là điều quý giá nhất mà con người có thể làm được trong cuộc sống ngắn ngủi của mình. Ta thương nàng và con vô cùng, nên ta sẽ không đi đâu xa. Ta sẽ là chim xanh ở bên cạnh nàng. Chàng ơi, các con sắp về rồi. Hai cô gái xinh đẹp của chúng ta không ngày nào không nhắc đến cha của chúng. Mẹ! Ôi, sao hai con có chú gà này? Chú làm sao mà bị thương dữ vậy? Đây là chú gà làm xiếc, bị cô phù thủy phạt bị thương. Mẹ ơi, mình sẽ chữa bệnh và nuôi chú nha mẹ. Lỗi tại con, làm cho cô phù thủy nổi giận. Con sẽ chăm sóc chú gà này thật tốt. Mẹ ơi, sau khi ăn tối, mẹ lại kể chuyện của ba cho chúng con nghe nhé. Dĩ nhiên rồi, hai cục cưng của mẹ, mẹ sẽ kể tiếp về người anh hùng của chúng ta. Công tước Anatole là một chàng trai tuấn tú. Chàng thích thể thao, bơi lội, săn bắn. Cuộc sống của chàng rất vui vẻ. Một hôm vào đường đi săn bắn, chàng gặp một chú lùn đang cố gắng hết sức kéo một chiếc xe to có mẹ chú bệnh nặng đang nằm. Chào chú, chú trông bé tí vậy mà kéo chiếc xe to và nặng quá. Chào chàng trai, lão đang bệnh, đau quá. Mẹ của em bị bệnh anh à, giờ em đưa mẹ em ra khỏi rừng để đến nhà thầy thuốc. Để tôi giúp chú cõng mẹ tới nhà thầy thuốc, mình đi cho nhanh nha. Thôi nguy to, sói dữ, nếu ta đặt bà lão xuống để lấy súng bắn nó thì nó sẽ xông vào cắn bà lão. À, có cách rồi. Nè, chú cầm cái này giơ cao lên và chạy về phía đó. Dạ dạ, hiểu rồi. Thật cảm ơn ngài đã cứu chúng tôi. Dạ không có gì, bà đừng lo lắng. Giờ thì ta tiếp tục đi tìm thầy thuốc nha. Đó, ba các con là người như vậy, gần như ngày nào ông cũng giúp người khác. Thôi, các con ngủ ngoan nhé.
hình như là có ai đến. Sao không gõ cửa? Hôm nay mẹ đi thăm dì Alice bị bệnh, chiều mới về. Thức ăn mẹ đã nấu sẵn. Hai con biết ở nhà phải làm sao rồi chứ? Dạ, chúng con sẽ rất ngoan. Mà mẹ đi cẩn thận đó mẹ ơi. Mẹ Anna đi vắng nên lớp học mở cửa trở lại. Các bạn trật tự nhé. Chúng ta phải học rất nhiều bài bù cho những lúc lớp đóng cửa vì mẹ Anna. Ở nhà suốt ngày ha. Dạ, chúng em chào cô. Nhưng lâu quá em quên hết bài vở rồi. Nhưng rồi chúng ta đang học thì mẹ Anna về hay có khách tới thì sao cô? Im lặng, im lặng. Các trò muốn nói gì phải đứng lên và giơ tay. Không được tự ý ngồi tại chỗ. Nói gì thì nói. Các em còn lại ngoan nhé. Bạn thở tay dài bị cô Hồng Hoa phạt rồi đó. Con ơi, em đau quá. Phản đối cô giáo xách tay học trò. Tại vì tay em vừa dài vừa ngút ngoắc, em lại nói chuyện trong lớp rất nhiều nữa. Ôi, hai cô giáo của chúng ta xinh đẹp quá. Ôi, người làng chỉ cho ta ngôi nhà có hai cái cây bông hồng. Nhưng sao nhà này giống trường học quá vậy? Thôi kệ đi, ta thử gõ cửa coi sao. Mẹ dài, đừng nghỉ học rồi, thích quá. Xe ra, để ta coi là ai. Nhất định không phải là mẹ đâu. Mẹ sẽ gọi chứ không có gõ gõ như vậy. Chắc là khách quý đây. Xin lỗi, đây có phải là nhà của bà Anna không ạ? Xin lỗi, hỏi ngoài đó hả? Tôi là Lùng, tôi đến để cảm ơn ông Anatol cùng với phu nhân. Ông ơi, ông quen với cha tôi sao? Đúng vậy đó, cô bé à. Cha của cô bé đã cứu sống mẹ ta nên hôm nay ta đến đây để cảm ơn. Ta ở xa lặn lội tìm hoài, rồi mới chuyển nhà về khu rừng gần đây. Ông ơi, nếu ông là khách, hãy cho chúng tôi xem giày của ông. Chúng tôi phải biết rõ, đó không phải là chân chó sói. Đúng rồi, đúng rồi, cho xem giày. Ôi, một đôi giày bé xíu, đẹp quá. Chị là giày của người rồi, không phải chó sói. Ta mở cửa nha. Phải đâu, mở cửa. Khoan đã, mẹ đã dặn bất cứ ai gõ cửa cũng không mở mà. Hãy mở cửa cho tôi vào với, tôi không phải là người xấu đâu. Không sao đâu Hồng Hoa, vậy ta mở hé hé thôi nhé. Nếu là người xấu thì ta sẽ sập cửa lại ngay. Nào các bạn, chuẩn bị giúp tôi nhé. Phải đâu, sập lại ngay. Là ai mà bé tí vậy? Lại có râu nữa. Ta là ông Noel của người Lùng nên có để một ít râu. Tên của ta là Nota. Các bạn nhỏ đừng có sợ. Ta đến đây để cảm ơn ông Anatol cách đây nhiều năm đã giúp đỡ mẹ con ta. Nhưng ta nghe người làng nói ông Anatol đã mất rồi. Ta buồn lắm. Ông Anatol ơi, tôi đi tìm ông vất vả suốt nhiều năm nay. Mẹ tôi biểu nhất định phải gặp ông để cảm ơn ông.
Vậy mà bây giờ ông đã đi rồi. Tôi chỉ gặp được hai đứa con gái dễ thương của ông thôi. Tôi nhớ ông nhiều lắm, ân nhân của mẹ con tôi. Thôi, chú Nô Ta đừng buồn. Mẹ chúng cháu hay kể cho nghe về chú. Bây giờ mới được gặp. Hay quá, hay quá. À, hay là hai cô đi với ta tới thăm mẹ ta một chút nghe. Bà ấy sẽ rất vui mừng khi gặp được con gái của người ơn đó. Không được đâu ạ. Mẹ đã dặn phải trong nhà. Không được đi đâu vì ra ngoài rất nguy hiểm. Chị ơi, em muốn đi thăm mẹ của chú Lùng. Muốn coi bà ra sao. Có giống như chú Lùng hay không? Mình đi một lát rồi về. Mẹ về, ta sẽ tha hồ kể chuyện cho mẹ nghe. Nha chị, nha chị. Chú Nô Ta ơi, chắc chắn chiều nay mình về nhà nhé. Không thì mẹ sẽ lo lắm đó. Thế là Bạch Tuyết và Hồng Hoa, hai cô bé ngoan đã lên đường bước vào cuộc phiêu lưu nho nhỏ với chú Lùng khách quý. Hai cô đi tìm dấu vết lòng tốt của cha mình, người cha luôn sống trong lòng hai cô qua những câu chuyện kể. Bạch Tuyết, Hồng Hoa, các con đâu rồi? À, mẹ ơi, chúng con đi dạo một chút. Wow, trông thật mát quá. Chú Nô Ta ơi, gần tới nhà chứ ạ? Mọi người ngồi nghỉ một chút nghe. Nhà tôi ở đầu con suối này nè, sắp tới nơi rồi. Mệt và đói. Các bạn ơi, kiếm cái gì ăn đi. Nó ở nhà với mẹ rồi đã không bị đói rồi. Đúng là heo lười. Phải ráng tới nơi mới có cái ăn chứ. Thấy mấy chú khỉ không? Lúc nào cũng tươi vui nhanh nhẹn kìa. Thôi chào. Chưa gì hết mà coi thỏ rung rồi. Đúng là thỏ đê. Kể tôi. Chị Hồng Hoa ơi, cho em núp sau áo đầm của chị nha. Trật tự. Để tôi ra coi sao. Mọi người ơi, có một con gấu to lắm đang giật một con nai. Nhưng thấy tôi chắc nó sợ nên bỏ chạy rồi. Hai cô bé ơi, ta thấy gấu to lớn và nguy hiểm. Nhưng hình như gấu đã nhận ra hai cô thì phải. Sao? Chú nói sao? Chúng cháu đâu có quen gấu. Ta thấy vậy mà. Ta ở trong rừng nên hiểu khi có chuyện gì đó vui vẻ, con vật sẽ tha chết cho con mồi. Gấu tha cho chú nai tội nghiệp kia, có lẽ là vì các cô đó. Cháu không tin đâu. Dạ, chuyện khó tin, cháu cũng không tin. Nhưng trước hết, chúng ta phải xem chú nai có bị thương gì không đã. Chàng ơi, lần đầu tiên các con bỏ đi mà không xin phép trước, đến giờ này vẫn chưa thấy về. Em lo các con sẽ gặp nguy hiểm. Các cháu chính là con gái của người ơn đã cứu ta năm xưa. Này, các cháu lại đến thăm ta. Các cháu giống cha như đúc. Ta mới thoạt nhìn đã nhận ra ngay. Cảnh vật và con người ở đây thật tuyệt. Nhưng chắc chúng cháu phải về trước khi trời tối. Cháu lo mẹ cháu ở nhà trông đợi. Đúng rồi. Cháu biết lo cho mẹ rất hiếu tạo. Cùng nhau ăn uống xong rồi về ha. Bà ơi, hôm nào chúng cháu đưa mẹ đến thăm bà nhé. Vậy thì quý báu quá. Ta mong lắm. Thôi, trời sắp tối rồi. Hai cháu về cẩn thận. Nô Ta, đưa hai cháu về đi con. Dạ, chúng cháu nhớ đường rồi, sẽ tự về được ạ. Ta vừa làm xong bánh mì bơ mứt nóng hổi, hai cháu mang về, nói rằng ta biếu mẹ nha. Ta đi tè, ta đi tè, tè là tè tè tè, ta đi tè. Hôm qua
Nhìn kìa, những ngôi sao lấp lánh như nháy mắt với chúng ta vậy đó. Và mây nữa. Bạch Tuyết thấy không, mây mỏng tan như kẹo đường vậy. Ông ơi, ông sao vậy? Hình như ông không phải người ở đây. Cháu chưa gặp ông lần nào hết. Ông ơi, ông bệnh hay sao mà run dữ vậy? Hai chị ơi, chắc ông ấy đang đói đó. Ta đói và mệt lắm. Ta bị một người xấu đánh đuổi, lại bị chó dữ của họ cắn. Trời ơi, ta đúng là xui xẻo mà. Chúng cháu có bánh mì nóng đây, mời ông ăn ạ. Không chịu, không chịu. Đây là bánh mà lão tặng cho mẹ ba mà. Chúng em cũng muốn ăn nữa, còn không dám xin. Sao chỉ cho người lạ? Các bạn không làm ồn nha. Mình vừa ăn no nê ở nhà chú Nô Ta rồi. Ông đang đói nên phải dành cho ông. Chị giải thích với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ đồng ý. Ông đừng để ý nha, các bạn rất tốt, chỉ hơi tham ăn chút thôi. Mời ông ăn cho đỡ đói ông ạ. Ôi trời ơi, ông cảm ơn. Cảm ơn hai cô tiên nhỏ của ông. Tạm biệt ông, chúng cháu phải về nhà. Mẹ đang mong lắm. Bạn ơi, sao bạn khóc vậy? Bạn ở đâu đến đây phải không? Tôi thấy bạn không quen. Dạ, tôi ở làng bên, làm công cho nhà giàu. Hôm nay tôi đi chăn cừu, bị lạc mất một cơn. Chủ tôi lấy hết quần áo, chỉ đưa cho tôi mấy miếng dẻ rách này khoác vào người và đuổi tôi đi. Tôi lạnh lắm, gió thổi mạnh quá, tôi đầu trần nên đau đầu lắm. Vậy bạn đội mũ này đi, mình tặng bạn đó. Chúng mình sắp đến nhà rồi, mình chạy ù vào nhà có lò sưởi ngay, nên bạn đừng ngại nha. Áo của mình nữa nè, bạn đừng ngại, mẹ mình không la đâu, sẽ mang ngay áo mới cho mình đó mà. À, còn giày nữa nè, bạn mang vô và lau nước mắt đi, bạn sẽ đẹp như công chúa luôn. Ê, chị Hồng Hoa ơi, chị chờ em một chút, em sẽ lấy lòng mang áo cấp tóc cho chị nha. Hồng Hoa, lại đây, chị ôm em cho đỡ lạnh. Bạn cho mình nhiều quá, bạn không còn gì hết sao? Bạn ơi, bạn cứ mặc áo của mình đi nhé, mình tặng bạn đó. Ôi da, ôi gì? Ôi da, cô bé kia đi đâu mất rồi? Một ngày phiêu lưu thật đáng nhớ của Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Một trận mưa vàng đã rơi xuống chỗ hai cô bé. Không ai nghĩ mình cho đi lòng tốt sẽ nhận được vàng, nhưng có thể lắm chứ. Những đồng vàng lấp lánh đẹp quá. Hồng Hoa ơi, lần đầu tiên chị thấy đó. Ủa, cô bạn kia đâu mất tiêu rồi? Mình tặng bạn những đồng tiền này đi. Bạch Tuyết và Hồng Hoa, hai con giỏi lắm. Ta vừa xuống thăm hai con đó. Thôi, tạm biệt tất cả, cố gắng làm thêm việc tốt nữa nha. Mẹ ơi, chúng con về rồi. Mẹ. Ồ, các con mang những thứ gì về vậy? Cạp cạp, ơi nặng quá mẹ ơi, con cầm không hết, rơi rớt ngoài đường nhiều lắm mẹ ơi. Là những đồng tiền vàng bà tiên đã cho chúng con đó mẹ. Các con biết không, những đồng tiền vàng này á không phải của mình đâu. Bà tiên muốn chúng ta thay mặt bà ấy đem cho những người kém may mắn hơn chúng ta đó. Ngày mai chúng ta sẽ mang cho những trẻ em mồ côi, để người đang nhận nuôi chúng có tiền mua sữa, mua sách cho chúng đi học. Mẹ không phạt các con vì các con biết làm việc tốt, nhưng không được đi đâu mà không xin phép mẹ. Các con có hiểu không? Dạ, dạ thưa mẹ, mẹ, chúng con hiểu ạ. Em đã coi kỹ chuồng thỏ, chuồng heo, chuồng gà, chuồng vịt chưa? Mẹ nói dạo này có thỏ rừng, cáo to hay về làng lắm đó. Dạ, em coi kỹ rồi, còn chốt hết các cửa chuồng lại nữa đó chị. Hai con nhanh tay lên nha, mình đem cà rốt vào kho cất, chứ không thì thỏ rừng kéo ra ăn hết. Tội nghiệp thỏ rừng bị đói, mình chừa lại cho tụi nó một ít nha mẹ. À, hai mẹ con nhà này đang nói về họ hàng nhà mình. Sao, mình có phá vách gì chứ? Cà rốt nhiều quá, tụi mình phải ăn chỗ này chút, chỗ kia tí, coi củ nào ngọt, củ nào ngon.
Nhưng hai cô bé xinh đẹp kia mà đi trồng cà rốt thì ổn quá ha. Phải chi ta đem được các cô ấy về làm vợ ta. Để nghĩ cách coi. Em no chưa? Trời tối rồi, cẩn thận nhé. Không Thỏ Trừng lại tới ăn hiếp em. Dạ, cảm ơn cô giáo. Chúc cô ngủ ngon. Đáng yêu quá. Ta sẽ dụ các cô bé này về hang ta. Hãy đợi đấy nha. Các ngươi đã đến đủ chưa? Có đem theo vũ khí chi không? Ôi, quân mình đánh nhau giỏi lắm. Gì chứ, cả khu rừng này anh còn lạ gì nhà thỏ đánh thuê chúng tôi nữa. Vậy tốt rồi, nhưng ta nói trước nha. Quân ở đây lộn xộn lắm. Heo thì lười, gà trống thì đi ngủ sớm rồi. Dịch thì không biết đánh nhau. Chỉ có con thỏ đế có thể sai khiến được. Nhưng chỉ sợ chúng là sùm sớm làng đến thôi. Yên chí, chúng tôi đã ra tay thì chắc như bắp. Mấy con thỏ đế trong nhà có ăn thua chi. Nhưng mục tiêu của ta là mang được hai cô chủ về, ngươi nhớ chứ? Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ôi, hình như có tiếng bọn trộm đến. Thôi chết ta rồi. Với tên thỏ đế này, chúng ta kết thúc không đầy 30 giây. Tôi xin ngắt ngày tha mạng. Các anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm hết. Ta sẽ bắt các ngươi làm con tin để hai cô chủ của nhà ngươi đi theo ta về rừng. Đó, heo con thức dậy rồi. Nhưng mấy ông đừng lo, tôi sẽ dẫn mấy ông qua nhà nó. Ôi, thấy không ơi, phía sau có địch kia. Tên thỏ đế phản bội kia, không ngờ các cô giáo nuôi dạy ngươi đã nuôi nhầm một tên hèn nhát rồi. Các em nhỏ bị bắt về nhà ta hết rồi. Hai cô muốn cứu chúng thì đi theo ta mau lên. Nếu chậm trễ, chúng sẽ bị cha con cáo ăn thịt hết đó. Chúng ta sẽ đi theo ngươi. Thật tội nghiệp những con vật của nhà ta. Nhưng ta có thêm một điều kiện nữa. Một trong hai cô phải chịu làm vợ của ta mới được. Làm vợ thỏ rừng. Người thật xảo quyệt và vô phép. Mình cứ đi theo hắn đi chị. Em có cách rồi. Vô đây, hai cô vô đây. Các bạn nhỏ nhà bà Anna ơi, hai cô giáo tới nè. Nếu một trong hai cô đồng ý làm vợ ta, ta sẽ thả cô kia và cả đám nhóc vô tích sự này về. Còn nếu không đồng ý hả, thì sao? Thì sao? Thì ta sẽ nộp những con thú này cho cha con cáo. Nè nha, thịt thỏ nhà, gà vịt heo nhà phải ngon hơn thịt rừng rồi. Biết chưa, cô giáo nhỏ? Dạ rồi. Cả hai cô cũng sẽ bị lạc trong rừng, không thể về với mẹ Anna đâu. Dân, ông thỏ rừng ơi, tôi đồng ý làm vợ ông. Nhưng ông thả chị tôi và các em kia về trước đã. Tôi ở đây với ông là được rồi. Ông đưa họ ra bìa rừng đi, tôi ở đây chờ ông về. Cô nói thật nha, chúng ta sẽ làm đám cưới ngay, cô chịu không? Khách mời đông lắm, đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Đây sẽ là đám cưới to nhất trong khu rừng này luôn. Ôi, đám cưới tuyệt đẹp của ta ơi. Hả? Cái gì đây? Cô gái lấu cá kia đâu rồi? Chị ơi, chờ em với. Ôi da. Thì ra chỉ là giấc mơ. Sao, vợ thỏ? Đêm qua em mơ thấy gì? Chị cứ chọc em hoài. Giấc mơ bị bắt làm vợ thỏ từ hồi não hồi nào rồi. Buổi sáng tốt lành. Chúc các con gái của mẹ luôn hạnh phúc. Chúng ta cùng đi làm bữa sáng nào. Trong giấc ngủ bé thơ, Hồng Hoa có một giấc mơ kỳ lạ. Để giải cứu Bạch Tuyết và các con vật trong nhà, cô bé suýt biến thành vợ của thỏ rừng chúa. Nhờ sự thông minh, cô thoát khỏi rừng về nhà. Thấm thoát,
hai cô gái nhỏ đã lớn, trở thành hai thiếu nữ xinh đẹp nhất làng. Bà Anna rất hạnh phúc vì điều này. Mẹ ơi, hai cây hoa hồng nhà mình hôm nay nở hoa to lắm. Lúc con ra hái, sương tinh khiết còn động trên cành thật long lanh. Các con đã khôn lớn, có thể tự đến kinh thành để mang thư và quà của mẹ cho bác của con. Sắp tới là sinh nhật của bác con. Bác là anh trai của cha các con. Từ ngày cha các con mất, bác chăm lo cho chúng ta từ sách vở đến học hành, đến hạt giống để gieo trồng. Mẹ yên tâm, chị em con sẽ gặp được bác để giao quà và thư ạ. Ngày sinh nhật của bác mà thấy tụi con, chắc bác ngạc nhiên lắm. Mình có người bác thật tốt phải không em? Mỗi năm chị sẽ xin mẹ cho chị em mình đi thăm bác một lần. Dạ, bác cũng hứa bớt việc, bác sẽ đến thăm mẹ con mình. Chị ơi, có một ngôi nhà màu đen. Em sợ mình đi lạc, vì mẹ dẽ đường cho chúng ta không có nhắc tới ngôi nhà màu đen này. Sao lúc đi mình cũng không thấy nó? Ngựa không chịu đi nữa, chắc là chúng khát nước. Chúng ta gõ cửa xin nước nha chị. Ai gõ cửa đó? Cứu tôi với! Tôi bị bà phù thủy nhốt trong này đây. Chị ơi, đây là ngôi nhà của bà phù thủy. Chúng ta tính sao đây? Hình như tiếng kêu cứu là một đứa bé. Có người kêu cứu mà chúng ta bỏ đi sao đành? Mình tìm cách cứu họ thôi em. Xin hãy nhanh lên, mụ phù thủy sắp về tới rồi. Ở phía sau có một cái giếng, hãy lấy nước cho ngựa uống, ngựa sẽ tìm thấy chìa khóa nhà. Vậy em chờ nhé. Tụi chị sẽ làm ngay. Hai cô gái xinh đẹp kia, các người dám cả gan đến nơi ta ở? Ta là phù thủy ánh trăng đây. Ba ngày ta phải trốn dưới giếng nước vì mặt trời chói chang quá à. Bà ơi, chúng cháu chào bà. Gương mặt bà trong nước thật hiền hậu ghê. Cô bé kia giỏi định ta tươi. Ta biết là ta không xinh đẹp chút nào hết, nhưng ta tha không bắt tội ngươi, vì ngươi biết cách an nói an ủi cho nhan sắc trời bắt ta phải sống. Cháu nói thật mà bà. Bà sẽ đẹp hơn nữa nếu bà thả đứa bé đang bị giam trong nhà. Nó đang khóc thê thảm lắm bà ơi. Ta cho phép các ngươi lấy nước cho ngựa uống và đi khỏi đây, nhưng các ngươi không được giải cứu thằng bé. Hãy rời khỏi nhà ta thật nhanh chóng. Bà ơi, bà nhốt đứa bé tội nghiệp đó làm chi? Bà cần gì, chúng cháu sẽ giúp bà. Bố mẹ nó sẽ lo lắng lắm. Bà thả nó ra nha bà. Ta có lý do riêng của ta. Các ngươi không cần tọc mạch tò mò. Mau lấy nước và giải tán ngay trước khi ta nổi giận nha. Vâng, chúng cháu đi ngay. Xin chào bà. Xin chào bà. Cảm ơn bà vì cho nước uống ạ. Bà ấy nhất định không thả đứa bé. Chúng ta phải nghĩ cách cứu nó thôi. Để em nghĩ coi. À, có cách rồi đấy chị. Trời chưa tối nên bà ấy còn ở dưới giếng lâu. Chúng ta xem làng xóm quanh đây có thợ khóa, sẽ nhờ họ giúp. Hôm qua ơi, em thấy móng ngựa không? Lúc nãy chị để ý cái ổ khóa nhà bà ta giống hình cái móng ngựa. Chúng ta thử nhé. Bạch Mã ơi, em đưa chân vào ổ khóa nha. Chân Bạch Mã không vừa rồi. Hồng Mã, tới đây nào. À, cửa mở rồi. Cảm ơn hai chị và hai chú ngựa nữa. Em thoát rồi. Em đừng la to quá. Bà phù thủy ở ngoài giếng sẽ nghe thấy. Nhà em ở đâu? Leo lên ngựa, hai chị đưa về. Nhanh lên, nhanh lên. Chú bé ơi, em tên gì? Nhà em ở đâu? Andre, nhà em to quá. Em vô đi. Chào em. Chúng ta đi nha. Hai chị ơi, cảm ơn vì đã cứu em. Em muốn mời hai chị vào trong nhà chút được không? Vào đây, hai chị sẽ hiểu tại sao bà phù thủy lại bắt cóc em đem về nhà bà ấy. Em thấy ngôi nhà này có vẻ khác thường. Chúng ta vào thử chị nhé. Hai chị đừng sợ, họ không làm hại hai chị đâu. Họ chào mừng em đó. Nhưng họ là ai vậy em? Vì sao họ đứng yên và chỉ di chuyển ở phía sau em?
đây là tòa lâu đài của ba mẹ em. Anh của em cũng ở đây, nhưng anh ấy bị bà phù thủy ánh trăng biến thành một quái vật sư tử hình người hung dữ. Những người hầu và đồ vật quá sợ hãi nên đứng yên. Họ cứ đứng như vậy mỗi khi em vắng nhà. Vì sao bà phù thủy lại biến anh ấy thành người ngợm như vậy? Bà ấy vốn là một cô gái xinh đẹp, bị một mụ phù thủy khác biến thành xấu xí và trao phép thuật cho bà ấy đi hại người khác. Bà ấy biến anh của em thành quái vật chỉ vì muốn thử phép, coi phép thuật của mình đến đâu, chứ không thù ghét gì cả. Hai chị biết không, thế giới này nhiều phù thủy lắm. Tội nghiệp anh của em quá. Biết làm sao bây giờ, chúng tôi có thể giúp gì được không? Bà ấy hối hận nên tìm đến đây bắt em về nhà bà ấy. Vì bà ấy nghe nói nếu có một đứa trẻ trong nhà, bà ấy sẽ điều chế thành công thuốc giải cho anh của em. Vậy sao em không ở lại giúp bà ấy? Giúp bà ấy là giúp anh của em mà. Hai chị ơi, chỉ có tình yêu mới có thể biến anh em thành người trở lại, chứ không phải các loại thuốc độc nguy hiểm kia. Trời ơi, các ngươi thật là quá ồn ào. Ta nóng lòng của thằng bé còn ở trong nhà không? Ta sợ nó tìm cách cởi trói rồi thoát. Các ngươi ban ngày thì trốn mất tiêu, chẳng giúp ích gì được cho ta hết. Chết ta rồi, thằng nhóc đâu? Chuột chu, ta giao người canh gác nó mà. Thưa bà bớt giận. Tôi trông thấy hai con ngựa to quá nên sợ lắm mà. Thân hình bé mọn của tôi làm sao đánh nhau với họ được, thưa bà. Tha cho tôi đi bà chủ. Tôi tài hèn sức mọn mà. Tha cho tôi, hãy tha cho tôi. Người biến ngay cho khuất mắt ta. Ta không thèm nói chuyện với đồ hèn nhát bẩn thỉu như ngươi. Ui ui, ham quá. Cút đi. Ôi, sao đời ta buồn thảm như thế này. Ta làm sao mà chế thuốc cứu con quái vật kia đây? Anh của anh Rê đâu? Sao anh ấy không xuống ăn tối với chúng ta? Anh ơi, em đã về đây. Mới đi có mấy ngày, nhưng em rất nhớ anh. Hai chị đừng sợ, đây là anh Antoine, anh thứ hai của em. Nhà em có ba anh em, nhưng anh cả bị bà phù thủy mặt quỷ bắt cóc mất. Giờ em không biết anh ấy ở đâu nữa. Andre, ta mong ngươi về lắm. Em trai yêu quý của ta, ta muốn ôm em vào lòng, nhưng ta không thể làm vậy. Các ngươi đi ra mau, ta không muốn tiếp đón hay nói chuyện gì với các ngươi hết. Andre, ngươi không nghe ta nói sao? Xin chào ngài, rất hân hạnh được gặp ngài trong tòa lâu đài tuyệt đẹp này. Thưa ngài, trời đã tối, chúng tôi đi lạc đường. Xin ngài cho phép chúng tôi được nghỉ nhờ ở đây một đêm, được không ạ? Dĩ nhiên là ta không thể từ chối những người gặp hoạn nạn. Nhưng giờ sau đây, ta sẽ giam các cô trong phòng khách. Ta không thể để cho ai biết ta đang ở trong tình cảnh như thế này. Ngài vừa nói sẽ giam chúng tôi sao? Đúng vậy. Hai cô đã bị bắt. Còn thằng em Andre ngu ngốc này, nó đã lỡ đưa các cô đến đây nên sẽ chịu chung hình phạt với các cô. Này, các cô xem phòng khách đặc biệt của ta nha. Nguy rồi. Chị Bạch Tuyết ơi, chị đang ở đâu? Chim xanh, sao giờ này chàng chưa đi nghỉ? Anatol, sao hôm nay chàng có vẻ bồn chồn lo lắng thế? Anna, các con của chúng ta đang gặp nguy hiểm, nàng hãy tìm cách cứu và che chở cho chúng. Em linh cảm các con gặp chuyện chẳng lành phải không chàng? Giờ phải làm sao đây? Ai đó, ai đến nhà tôi vào giờ này? Chị ơi, chúng ta đang ở đâu đây? Andre ơi, cái ông kỳ lạ đó có phải là anh của em không? Sao ông ấy ác vậy? Chúng ta đâu có làm gì ổng. Chị ơi, anh Antoine trước đây là người vui vẻ tốt bụng lắm.
chỉ vì bị phù thủy ánh trăng làm hại mà anh ấy tức giận và căm ghét mọi người. Chị cũng thấy như vậy. Ngày mai chúng ta sẽ tìm cách thoát ra ngoài và làm quen với anh ấy nhé. Em chịu không? Ừ, đúng vậy đó. Hai chị hãy giúp anh ấy nha. Em cảm ơn rất nhiều. Chị ơi, trăng lên rồi kìa. Trăng đẹp quá. Ôi, em nhớ mẹ. Nhớ căn phòng ngủ ấm áp của chúng ta quá đi thôi. Chị ơi. Bàn tay của ai kìa? Ta đây nè, cắt nhóc con. Đừng sợ. Ta không làm gì hại các ngươi đâu. Ta tha tội bỏ trốn cho anh Gray luôn. Nào, ra đây nói chuyện với ta nào. Bà muốn nói gì? Bà nói nhanh lên. Bà không được vào đây nhé. Chúng tôi sẽ gọi an toàn đến để trị tội bà đã làm hại anh ấy. Ôi, phù thủy biết khóc kìa. Bà ơi, sao bà khóc vậy? Các nhóc nghe đây, ta biết các ngươi sợ và ghét phù thủy. Phù thủy là người biết phép thuật nên khác với người bình thường. Vì vậy, phù thủy cũng có người xấu và người chưa xấu như ta đây nè. Bà nói dối. Như bà thì sao? Bà đã hại anh tôi, lại còn bắt tôi đi nữa. Ta đâu có nói rằng ta là người tốt đâu. Ta chỉ nói là ta chưa xấu thôi mà. Trước đây, ta là một cô gái đẹp đâu thua chị hai cô này. Nhưng vì ham học phép thuật và dụng về, nên ta trở nên xấu xí và còn hại Anton nữa. Bà ơi, bà đừng khóc nữa. Tôi tin bà rồi. Bà chỉ mắc sai lầm thôi và đang tìm cách cứu Anton, phải không? Đúng vậy. Ta thề có ánh trăng kia làm chứng. Ta đã tìm được thuốc giải độc cho Anton rồi. Ta tới đây báo tin, nhưng mọi người phải chờ thêm một ít lâu nữa mới được nha. Thôi, trăng tàn rồi, ta đi nha. Những ngày qua thật vui. Cảm ơn bà Tuyết và Hồng Hoa đã không sợ người bạn xấu xí này. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Hai con cưng của mẹ đã ngủ chưa? Thưa mẹ, chúng con sắp sửa ngủ đây. Chuyến đi đến kinh thành của các con ra sao? Bác các con có lời dặn dò nào cho mẹ không? Dạ, bác rất thương chúng con. Bác cho chúng con nếm thử nhiều món ngon vật lạ. Bác còn nói, sang năm bác bớt việc hơn, sẽ về đây thăm mẹ và chúng con. Mẹ, phòng khách có lạnh lắm không? Con đã thêm củi vào lò sưởi để mẹ ngồi đan áo, trũi có ngủ quên cũng không bị lạnh. Nhưng mẹ cũng nhớ đi ngủ sớm nhé. Thưa mẹ, con cũng đóng cửa kỹ lưỡng rồi. Mẹ cẩn thận, đừng đi ra ngoài nha. Tuyết đang rơi dày lắm. Hai con gái thiệt giỏi, ngủ ngon nha. Mơ thật đẹp nhé. Hôm qua sẽ mơ thấy hoàng tử đó mẹ. Em ấy hay mơ lắm. Như anh em Antoine và anh Ray đó, không biết giờ họ ra sao. Lâu quá chúng ta không biết tin gì về họ. À, em còn nhớ họ nói họ còn người anh cả không? Em nhớ. Mong cho họ được gặp lại nhau hả chị? Ôi, em nhớ khu vườn của tòa lâu đài đó biết mấy. Ngươi là ai? Ở đâu tới? Sao dám vào lãnh địa của ta? Ta đang ở đâu đây? À, nhớ rồi, lâu đài của anh Antoine. Chào André, chúng ta vẫn đang bị giam phải không? Giờ chúng ta phải làm gì? Chờ tôi một lát, tôi tìm đường thoát ra ngoài. Tôi nhớ có một con đường tắt ngoài khu vườn. Tôi sẽ đưa hai chị đi. André, nhớ giải thoát cho Bạch Mã và Hồng Mã nữa nhé. Hai chị ơi, cửa không khóa, chúng ta ra thôi. Ngươi dám mò vào đây để làm gì? Khai mau, nếu không ta sẽ giết. Ta không thích những người có hình thù xấu xí như ngươi. Ông chê tôi xấu, vậy chẳng lẽ ông đẹp sao? Coi kìa, ông không có giống ai hết á. Tên lùng, ngươi thật lao cá. Ngươi dám xúc phạm ta, ngươi phải chết.
Anh Antoine, anh có sao không? Để em cõng anh vô nhà. Chú Nô Ta kìa, sao chú ở đây vậy? Xin cảm ơn cô. Cô không sợ ta ăn thịt cô hay sao mà ngồi đây băng bó vết thương cho ta? Thưa ngài, tôi không sợ. Ngài đâu phải là hung thần, chỉ thỉnh thoảng ngài bực bội la hét chút thôi. Tôi hiểu mà. Không ngờ chúng cháu lại gặp chú. Chú bị té còn đau không? Ta đi đốn củi về, trời tối quá nên bị lạc. Nhưng không ngờ lại gặp các cô ở đây. Mẹ cô vẫn khỏe chứ? Mẹ của ta bây giờ già yếu lắm rồi. Tối qua ta vắng nhà nên ta lo cho mẹ của ta lắm. Ta phải về thôi. Chào hai cô nghe. Dương à, nếu có dịp vào rừng hái nấm, chúng cháu sẽ đến thăm bà. Chú chăm sóc bà cẩn thận nhé. Chúng tôi sẽ ở lại đây vài ngày để chăm sóc vết thương cho ngài. Mong ngài cho phép. Đương nhiên, ta cho phép chứ. Dù sao ta ở trong lâu đài quan vắng này cũng cô đơn lắm. Nhưng với một điều kiện, tôi muốn ngài phải đối xử hiền lành thân thiện với các người hầu của ngài và các vật dụng khác nữa. Phải đó, ngài coi, ngài suốt ngày la hét, chửi mắng họ nên họ sợ hãi biến thành đá hết rồi. Ngài hãy dùng sự dịu dàng và tình thương để nói chuyện với họ. Hai cô có hai cái miệng xinh xắn như hoa, nên nói gì ta cũng nghe hết. Ta sẽ nghe lời hai cô, vô điều kiện. Ta vui lắm. André, André, em trai ta đâu rồi? Hôi quá, ngươi cút đi. Vì ngươi mà ta làm gì cũng không xong hết. Trời ơi, làm sao mà cứu được con quái vật tội nghiệp kia bây giờ? Ôi, trời lạnh thấu xương, ta mệt và đói nữa, ta buồn và cô đơn quá. Ngôi nhà kia, ta đã đến trước cửa nhiều lần, nhưng chưa bao giờ gõ cửa. Lần nào ta cũng lủi thủi quay về rừng, nhưng ta thích ánh sáng ấm áp từ ngôi nhà đó quá. Hồng Hoa, dậy, dậy. Có ai gõ cửa nhà mình? Dậy coi mẹ ra sao. Các con dậy rồi sao? Mẹ mở cửa nha các con. Mẹ sợ có người cần chúng ta giúp đỡ. Nãy giờ không mở cửa, mẹ thấy áy náy lắm. Con đi mở cửa mẹ nhé. Khoan, con nói họ đưa chân qua khe cửa để mình xem đó là ai. Ai đó? Đêm khuya quá rồi, ai gõ cửa xin cho xem chân đi ạ. Hôm qua, mở cửa đi em. Người ta đứng ngoài tuyết bị lạnh cống rồi. Chào cả nhà, xin thứ lỗi vì khuya quá còn đến quấy rầy. Xin mọi người đừng sợ hãi. Tôi lạnh cống đã nhiều ngày nay. Tôi chỉ muốn có chỗ để sưởi ấm một chút. Tôi không làm hại ai đâu. Tội nghiệp gấu quá. Hãy lại gần lửa mà sưởi, cẩn thận coi chừng cháy lòng nghe. Đừng sợ. Hôm qua em từng gặp quái vật sư tử mà có sợ hãi gì đâu. Để chị đi lấy cây chổi cào tuyết cho gấu. Một người khách lạ gõ cửa nhà bà Anna vào đêm khuya mùa đông, khẩn cầu được trú chân vì bên ngoài trời quá lạnh. Đó là một chú gấu to đùng, cục mịch và hiền lành. Đó cũng chính là chú gấu thường hay ngập ngừng trước cửa nhà bà Anna. Tại ngôi nhà dễ thương đó, chú đã trải qua một mùa đông ấm áp nhất trên đời. Tôi vẫn lạnh lắm. Các em hãy cào tuyết trên lưng xuống giùm tôi. Ôi, ấm quá. Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương. Có ai thâu tình cô lữ đêm đông không nhà? Đúng là gấu có giọng bass.
rền vang như tiếng phong cầm. Có mấy chỗ gấu còn chuyển sang giọng nam cao luôn đó mẹ ơi. Vậy ta gọi là... Anh là mỗi tối gấu về đây ăn cơm và sưởi ấm với chúng em, chịu không anh gấu? Chịu chứ, chịu chứ. Vậy tối nay ta gõ cửa nữa nha. Ta sẽ... Anh đã về. Cái gì đây? Hả? Vàng. Vàng ở đâu mà nhiều quá vậy? À, bác Nham Lùng. May quá được gặp bác. Lâu nay tôi tìm bác khắp nơi mà không thấy. Tìm ta? Ngươi tìm ta để làm gì? Ngươi thật vô tích sự. Có mỗi một chuyện quá phép cho thằng Antoine thành sư tử què mà không xong, để nó nửa người nửa sư tử như thế. Bác ơi, chúng ta ác với họ quá à. Còn người anh lớn anh đi bác giấu ở đâu rồi? Chúng ta là phù thủy để học phép thuật, có lỡ hại người thì phải tìm cách giải cho họ. Bác còn chia lìa anh em người ta như vậy nữa. Thôi, ta không cãi lý với nhà ngươi. Ngươi thương tình chúng nó thì tự mà tìm thuốc giải nha. Ta đi đây. Bác ơi, bác giấu anh đi ở đâu? Không biết, biết cũng không nói. Chào mẹ và các em, mùa xuân đến rồi, con phải vào rừng sâu, không thể ở đây hoài. Con đi nhé. Sao anh gấu không ở đây luôn hả anh? Hồng Hoa ơi, gấu thì phải sống ở rừng rậm, chúng ta đâu thể giam cầm anh ấy trong ngôi làng nhỏ bé này được. Bạch Tuyết nói đúng, mà đúng một phần thôi à. Thôi, anh đi đây, tạm biệt. Bạch Tuyết ơi, anh sẽ nhớ em và mọi người lắm. Chị coi nè, vợ nắm của em đây rồi. Hôm qua, em lại đây coi, ai đã đốn xuống một cây to như thế? Thật tội nghiệp cây quá. Cứu ta, cứu ta. Bộ râu xinh đẹp của ta bị mắc kẹt vô đây rồi. Đau quá. Ai đó? Ai con nhóc gì? Mau cứu ta với. Râu ông bị kẹt sâu quá, cháu đành phải cắt nha ông. Đồ điên, tụi bay chắc mất râu đẹp của ta. Ta bắt đền tụi bay. Chờ đó nghe. Coi ông ta kìa, một câu cảm ơn cũng không có. Ông ta còn chửi mắng mình. Thôi kệ ông ta đi em, việc cần làm thì mình làm. Hồng Hoa ơi, lại đây em, nước mát quá. Chị ơi, nhìn kìa. Ơi, chúng ta lại gặp ông lùng đó nữa hả? Sao hai đứa có đứt lì ở đó? Mau cứu ta ngay, cá này nó muốn lôi ta xuống sông nè. Kệ ông ta, mình đi đi chị. Sao được em, ông ta sắp chết chìm kìa, mình đâu làm ngơ được. Ông ơi, chỉ còn cách là cắt ngắn bộ râu thôi ạ. Chứ nếu như thế này, ông và chú cháu đều bị lôi xuống sông đó ạ. Hai đứa con gái vô tích sự kia, tụi bay lại cắt bộ râu đẹp của ta. Ta ghét tụi bay. Ta sẽ bị vợ ta chế giễu vì cục râu. Nhớ nghe, ta không muốn gặp tụi bay nữa. Chuyện là vậy đó. Mẹ ạ, chị Bạch Tuyết cứ khăng khăng phải cứu ông ta, xong rồi nghe ông ta chửi. Người gì mà xấu tính quá chừng. Thấy người bị nạn là phải cứu, đừng quan tâm người ta có tốt hay không với mình con ạ. Thưa mẹ, chúng con biết rồi ạ. Chị ơi, nhanh lên, chỗ này gió lớn quá, gió thổi em muốn bay luôn nè. Không qua, cẩn thận nhé. À, em ơi, ai như bác Nham Luồn đi phía trước mình kìa. Chết tôi rồi.
rồi, cứu tôi ơi, cứu tôi ơi. Hồng Hoa ơi, em có bị thương không? Em không sao đâu. Hai con bé lắm chuyện kia, sao ta đi đâu cũng gặp tụi bay vậy? Tụi bay làm rách cái áo đẹp của tao rồi, gặp tụi bay thiệt là xui xẻo quá, đã mất râu còn hư áo nữa. Ông ơi, vàng còn sót ở đây nè. Của ta, đưa cho ta ngay. Ôi, người lùn dễ ghét của chúng ta. Chỗ này vắng người, ta mở ra kiểm kê tài sản coi. Mấy ngày nay ta đi ăn trộm được toàn đồ quý. Nhiều ghê, toàn đồ đẹp không thôi. À, bác Nham, lại gặp bác nữa. Cháu mừng quá à. Bác ơi, cháu năn nỉ bác nói cho cháu biết bí quyết của thuốc giải đi. Cháu chỉ còn thiếu có một vị thuốc thôi. Đừng hòng. Mà ngươi cần thuốc giải để làm gì? Để nó làm quái vật thì không cản trở chúng ta. Bác ơi, cứu anh Tôn cũng là tự cứu cháu. Vì sai thuốc mà cháu từ một người đẹp biến thành phù thủy như thế này nè. Ta mặc kệ nhà ngươi. Chào nhé, ta đi đây. Nham Lục, ta không nhịn bác nữa. Vì bác quá tham lam và độc ác. Ta biết bác đã bị mất phép thuật khi bác tích trữ quá nhiều vàng bạc châu báu. Ta sẽ tìm người đánh bại bác. Ta vẫn còn phép thuật đầy đủ nha. Sao? Đánh bại ta? Ta thách ngươi làm gì được ta đó. Ta biết hết. Nếu còn phép thuật, bác đâu phải kêu la khi sâu bị mắc vào trong cây hay bị cá kéo xuống nước. Bây giờ hả, bác chỉ còn là một tên lùn chẳng làm được gì. Hai con đi cẩn thận nhé. Mẹ gửi lời thăm các vị hoàng thân, bạn của ba các con. Nhiều năm nay, mẹ nghe nói kinh thành kém vui vì các vị hoàng tử mất tích vẫn chưa tìm thấy. Tội nghiệp đức vua và hoàng hậu biết mấy. Con đi nha mẹ. Con đi. Hồng Hoa, mình cho ngựa nghỉ ở đây chút nha em. Trời, lại gặp bác lùng xấu tính. Hai đứa kia, mau cởi trói cho ta. Ta nguy rồi, phù thủy và gấu đang đuổi theo ta. Gấu, bác nói gấu nào? Con gấu to nhất trong rừng chứ gấu nào. Cái người bị ta quá phép đó. Một tên lùng nhỏ thó và vô cùng độc ác, nhiều năm nay dùng phép thuật đầy đọa chúng ta. Phép thuật hết, nhưng lòng tham vẫn còn. Giờ thì tới số ngươi rồi. Mau nói ra, còn một vị thuốc nữa ở đâu? Hey, gấu ơi, tôi tìm ra thuốc rồi. Đó chính là cái túi nhỏ bí mật trong người của tinh lùng này. Gấu hãy biểu nó đưa ra đây đi. Bây giờ tôi đưa ngài đi gặp Anton và Andre. Xin hai cô cho đi nhờ Bạch Mã và Hồng Mã. Hai em biết không, anh chính là chú gấu vô chú nai rồi bỏ đi ở trong rừng cách đây mấy năm mà các em đã gặp đó. Anh là gấu cứ tối tối tìm đến nhà mẹ Anna nhưng không dám vào. Anh An Toàn thoát rồi. Thuốc đã giải cho tất cả mọi người rồi. Vậy là chúng ta sắp tìm thấy anh hai. An Toàn, Andre, các em ở đâu? Câu chuyện của Bạch Tuyết và Hồng Hoa tạm thời dừng ở đây và để lại một thông điệp: lòng tốt có thể hóa giải các lời nguyền, dẫn chúng ta đến với tình yêu thương. Dù không biết phía trước như thế nào, nhưng chắc chắn lòng tốt sẽ làm nên những điều kỳ diệu.